Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luôn nhé Nào, có một phương trình Noga cơ số 2 của x 2 Thì bằng 1 trừ đi cái này Có số nghiệm là gì Các em có cái điều kiện là gì Là x phải lớn 3, đúng không Rồi, phương trình của chúng ta sẽ tương đương với Noga cơ số 2 của x 2 này Nó bằng Loga cơ số 2 của 2 trên x 3 Như vậy nó sẽ tương đương điều gì Nào, x 2 nó bằng 2 trên x 3 rồi, thì tương đương với x 2 nhân với x 3 nó bằng 2. Vậy các em tương đương được x bình phương này trừ 5x này cộng 4 này chuyển vế sang bằng 0. Nghĩa là các em sẽ có được x bằng mấy? x bằng 1 hoặc là x bằng 4. Nhưng mà các bạn nhớ là cái điều kiện x lớn 3 nên x bằng 1 là các em loại luôn, nó không thỏa mãn điều kiện, còn x bằng 4 nó thỏa mãn điều kiện. Nên tổng kết lại được phương trình này chỉ có một nghiệm mà thôi. Như vậy các em có thể thấy là ngay từ câu đầu tiên là chúng ta đã thấy là à đã rất là dễ sai ngu nếu mà chúng ta không để ý cái điều kiện rồi. Ngay từ cái câu số 1 nó Nhưng các bạn thấy không? Ngay từ câu số 1 chúng ta đã thể hiện đây là một cái đề thi tương đối hóc búa rồi. Tại vì câu số 1 đó là một câu mà nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta rất rất là dễ làm sai ngu nhá. Ok, rất là <laughs> dễ sai ngu. Rồi các bạn thấy là câu số 2 nó cũng không phải là câu nhẹ nhàng gì đâu. Nó mặc dù nó là câu số 2 nhưng nó cũng chả phải nhẹ nhàng gì cả. Bạn nào mà nào gặp cái đề này mà cứ tưởng đề sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó mà các em làm từ câu 2 chắc là các em sốc mất. Rồi, được chưa? Thế cho thầy nhỏ lại một tí để cho có không gian để viết nhá. Nói chung đề này mà nhai 9 điểm là hơi khó đấy. Câu số 2, có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số M để sao cho hàm số này có hai điểm cực trị đều thuộc khoảng từ âm -2 đến 3. Đó, hai điểm cực trị đều thuộc khoảng âm -2 đến 3. Rồi các em xét cho thầy cái y phẩy đi. Xét cho thầy cái y phẩy. Y phẩy bằng gì đây? Y phẩy đó là x bình phương này trừ đi 2x này xong rồi cộng với m đúng không? Rồi yêu cầu bài toán tương đương với cái phương trình đó là y phải bằng 0, có hai điểm cực trị thì nó phải có hai nghiệm. Hai nghiệm này hai nghiệm phân biệt thuộc cái khoảng thuộc khoảng nha các em nhá, từ âm 2 đến 3. Thì lúc ấy cái phương trình này mới có à cái 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 hàm số này mới có hai điểm cực trị đều thuộc khoảng từ âm 2 đến 3. Được chưa? Ok, cái phương trình này thì nó tương đương với phương trình là x bình phương trừ đi 2x nó bằng âm m. Nó phải có hai nghiệm phân biệt thuộc cái khoảng từ âm 2 đến 3. Đương nhiên rồi. Rồi bây giờ các em khảo sát cái hàm số bên trái Mình gọi cái hàm số này là hàm số GX đi Và mình khảo sát nó trên cái khoảng từ âm 2 đến 3 Đúng không? Nào mình khảo sát nó trên khoảng từ âm 2 đến 3 Thì các em thấy là như này X của chúng ta chạy từ âm 2 đến 3 Thì GX của chúng ta nó có đỉnh của parabol này Đó là điểm có hoành độ bằng 1 thì nó nằm trong khoảng Âm 2 thay vào đây giá trị nó bằng 8 Và không lấy cái đầu mút nhá Không lấy cái đầu mút này được chưa? Âm 2 thì giá trị bằng 8 đúng không? 1 thay vào thì nó là âm 1 Còn 3 thay vào là 3 bình là 9, 9 trừ đi 6 là bằng dương 3 Không lấy đầu mút Rồi, như vậy là các em đã có được cái việc khảo sát nó đã thành công Đúng không? Như vậy gửi như này Vậy để có hai nghiệm phân biệt Thì cái đường Y bằng âm M nó phải cắt tại hai điểm phân biệt không có gì năn tăn cả Cái đường Y bằng âm M nó phải cắt tại hai điểm phân biệt Và muốn vậy, cái điều kiện của chúng ta là gì? Điều kiện đó là gì? Âm 1 nó phải bé hơn hẳn âm M nhá Và nó phải bé hơn Bé bao nhiêu đấy? Bé hơn 3 đừng có cho nó bằng ba nhé các em nhé bằng ba thì lúc ấy nó 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 không không lấy được cái đầu mút này tại vì đây là khoảng chứ không phải đoạn nên mình không lấy cái đầu mút này nên chắc chắn nó phải bé hơn chứ không có bằng đâu đó thì cái này tương đương điều gì nhỉ âm ba nó sẽ bé ăn mờ và bé hơn bé ăn một như vậy có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m m là một số nguyên nên ta sẽ có các giá trị nguyên của m gồm có là âm hai này âm một này không này vậy có tất cả là ba giá trị nguyên của m thôi âm hai âm một không đó, chúng ta sẽ chỉ có được ba giá trị nguyên của m nhá thì các em chọn được cái phương án lựa chọn đó là phương án D. Được chưa? Ok nhá. Bài này thì nếu như đề bài ấy mà người ta sửa lại là có đúng một điểm cực trị thuộc khoảng từ 2 đến 3 thì nó sẽ khó hơn. Còn nếu mà giả sử đề bài để là có hai điểm cực trị đều thuộc khoảng thì nó nhẹ nhàng hơn một chút. Yeah. Rồi, câu tiếp theo đó là câu số 3. Câu số 3 chúng ta có bài toán như sau, cả lớp quan sát này. Câu số 3 cho hàm số y bằng f(x) có bảng biến thiên như sau, thì đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận? Các bạn thấy ngay là x bằng hai là đường tiệm cận này, y bằng hai là tiệm cận và đặc biệt là đây là âm hai. Câu này cũng câu mà đề bài rất rất là nửa nhau đấy. Tại vì chỗ này nếu các em không để ý chỗ này, chỗ hai là thôi toang ngay, được chưa? Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng, đương nhiên nó chỉ có một, x bằng hai. Nhưng riêng tiệm cận ngang thì các bạn thấy ngay được là y bằng hai và y bằng âm hai. D là hai đời tiệm cận nên tổng cộng lại cho nó có ba đời tiệm cận câu này là câu nếu mà các em không để ý là 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 các em làm theo cái thói quen ấy thói quen bình thường ấy là các em hay làm ấy là các em rất là dễ toang đấy nhá nó vội vàng là toang để sở mà người ta cho đề cũng rất là có ý đồ là gọi là là, là làm cho học sinh sai ngu đấy nào câu số 4 đô thị hàm số nào có dạng là đường cong như hình bên đó, câu hỏi là đồ thị hàm số nào có dạng đường cong này thì rõ ràng ở đây thì các em thấy nó là một cái hàm số có dạng là trúng phương rồi Hệ số A âm đúng không? Hệ số A âm nên cái loại phương án B và phương án A Tiếp tục này, các em nhìn này, đồ thị hàm số này tiếp xúc với trục hoành nó đi qua gốc tọa độ nên x bằng 0 thì y bằng 0. Vì thế nên có mỗi phương án D thỏa mãn mà thôi. Phương án C là không chấp nhận được. Câu 5, cho hàm số y bằng x liên tục trên R và các bảng biến thiên như sau. Thì phương trình f(x) bằng 0 có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt? Thì các bạn thấy là à đây là số 1, đây là số 3, đây là số 5, đây là âm vô cùng, âm vô cùng. Nên rõ ràng một điều là phương trình fx bằng 0 thì nó sẽ có được đúng hai nghiệm thực phân biệt mà thôi nhá, có đúng hai nghiệm thực phân biệt mà thôi. Thế thôi. Là các em tiếp tục các em chọn phương án B. Được chưa? À, những cái bài toán nó rất là dễ nhưng mà cũng rất là dễ làm sai. Dễ nhưng mà cũng dễ làm sai đấy Dễ làm đúng nhưng tất nhiên nó cũng dễ làm sai Nếu mà các em cẩu thả là các em làm sai ngay Câu số 6 Nghiệm của phương trình này là gì Đưa hết về câu số 2 đi nó mình Nào cái phương trình của chúng ta sẽ tương đương điều gì 2 mũ 2 lần x 2 Nó sẽ bằng 2 mũ 3 Nhân với 50 đúng cả đêm Đã, 8 thì bằng 2 mũ 3 mà Đã, Thì cái này tương đương với điều gì 2 nhân với x 2 thì bằng 3 x 50 Vậy các em tương đương là x 2 của chúng ta sẽ bằng 75 được chưa? 3 nhân với 25 là 75 đúng không? Thì tương đương với x bằng 77. x bằng 77 các em chọn C. Thế thôi, rất dễ đúng không? Đó. chọn C nhá. x bằng 77. Rồi, tiếp theo là câu số 7. Câu số 7 chúng ta có bài toán như sau. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số M để sao cho cái hàm số này có 3 điểm cực trị là gì? Thì đối với một cái hàm số trùng phương thì điều kiện để có 3 điểm cực trị đó là A nhân B nó phải âm Trong bài toán này A đóng vai trò là âm 1 B đóng vai trò là 2M 4 Nó phải âm đúng không Thì cái này các em sẽ tương đương được là 2M 4 Nó phải dương Nghĩa là các em phải có được M sẽ lớn 2 Vậy tập hợp tất cả các giá trị của M Đó là M lớn 2 Các bạn chọn được cái phương án D nhá Tiếp theo là câu số 8 Câu 8, tập xác định D của hàm số này có chứa bao nhiêu số nguyên? Các bạn thấy ngay một điều là như này này Cái số 1 phần 2 các em học rồi 1 phần 2 nó không hề thuộc Z Nên điều kiện để hàm số này xác định là gì Đó chính là 18 trừ x bình phương nó phải mang dấu dương Tức là các em sẽ có được x bình phương nhỏ 18 Nghĩa là các em sẽ có x nằm trong khoảng Từ âm 3 căn 2 bé anh x Và bé hơn 3 căn 2 Vậy thì tập này có chứa bao nhiêu số nguyên Các số nguyên của chúng ta có thể nhận được Gồm có các số gì ờ, Âm 4 này âm 3 này, âm -2 này, âm -1 này, 0 này, 1 này, 2, 3 và đến số 4. Được chưa? Như vậy là các em sẽ có chứa tất cả là 9 số nguyên. Các em chọn đáp án đi nhá. Được chưa? Chọn đi, rất dễ thôi nhá. Rồi, câu số 9 này. Câu số 9 chúng nó có bài toán như sau. Cho hàm số y bằng fx có đạo hàm f'x các em có rồi. Đây à, đây là f'x này, chúng mình quan sát nhá. Thì số điểm cực trị của hàm số fx là gì? Các bạn biết được là f'x các em viết lại nó dưới dạng là x bình phương nhân x bình phương trừ đi 2 nhân x cộng 1 tất cả mũ 3 thì nó bằng x bình phương nhân x trừ căn 2. x cộng căn 2 nhân x cộng 1 tất cả mũ mũ 3. Như vậy nó đổi dấu qua 1 lần, 2 lần, 3 lần, 3 lần đổi dấu nhá. x bằng căn 2, x bằng âm căn 2 là nghiệm đơn, x bằng âm 1 là nghiệm bội nẻ. Còn x bằng 0 là nghiệm kép thì chúng ta không tính nên chúng ta chỉ có đúng 3 điểm cực trị, đừng có làm sai nhé các em nhé Nó chỉ có đúng 3 điểm cực trị thôi, nhớ chưa nhá. Rồi, Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu số 10. Câu số 10. Với A là số thực dương tùy ý thì loga cơ số 3 của 3A thì đương nhiên nó bằng 1 cộng với loga cơ số 3 của A. Cái này dễ quá nhỉ? Nó chính là 1 cộng với loga cơ số 3 của A. Các em chọn được cái đáp án A. Quá dễ. Rồi, câu số 11 chúng ta có bài toán như sau. Cho hàm số là y bằng x mũ 3 trừ bình phương có đồ thị C. Thì đề bài yêu cầu các em tìm số giao điểm của C với trục hoành thì các em xét cái phương trình hoành độ giao điểm Đó là x mũ 3 x mũ 3 trừ đi 3 x bình phương nó bằng 0 Thì tương đương với x bình phương nhân với x trừ 3 bằng 0 Thì phương trình này có hai nghiệm Là x bằng 0 và x bằng x bằng 3 Các bạn lưu ý là để bài hỏi số giao điểm của đồ tiệm số y bằng fx với trục hoành Thì đó chính là số nghiệm của phương trình fx bằng 0 Các em học về tương giao trong xe học khoa ghi rất là rõ ràng Đúng không? Thì phương trình này các em thấy có hai nghiệm Nên tổng kết lại chúng ta sẽ có hai giao điểm vậy thôi các em sẽ biện luận là thưa thầy tức là các em sẽ 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 phản đối bằng cách là các em nói là thưa thầy x bằng không nó là tiếp xúc thì có được tính là giao điểm không thì thầy trả lời luôn nó vẫn được tính là giao điểm nhá ờ, quan trọng nhất là cái phương trình này có bao nhiêu nghiệm thì nó sẽ bấy nhiêu giao điểm nên nếu như các em cứ quan điểm rằng là tiếp xúc cho nó không tính là giao điểm thì các em phải thay đổi cái quan điểm này ngay lập tức nhá được chưa nếu không thì các em làm sai đấy được chưa rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu số 12 hai cho a b là các số thực dương là các số thực dương và nó thỏa mãn điều kiện này thì giá trị của a bình phương nhân b mũ 3 thì bằng gì ok các bạn có thể làm bằng cách là các em lấy loga cơ số 2 của hai vế cho thầy a b các số thực dương các em lấy loga cơ số 2 của hai vế thì các em có được cái loga cơ số 2 của 8 mũ loga cơ số 2 của a nhân b là bằng loga cơ số 2 của 4a được chưa thì điều này tương đương điều gì nào Noga cơ số 2 của A nhân B này đó. Nhân với cả noga cơ số 2 của 8 ném cái mũ này xuống đúng không? Thì bằng noga cơ số 2 của 4A. Được chưa? Ok nhá. Thì cái này tương đương điều gì cả lớp? Nào noga cơ số 2 của A nhân B nhân với cả loga cơ số 2 của 8 là nhân 3. Nhân 3 thì bằng noga cơ số 2 của 4A. Rồi, thì cái này tương đương với noga cơ số 2 của A mũ 3 B mũ 3. Đó, cho mũ 3 vào thì bằng nô ga cơ số 2 của 4A. Vậy các bạn sẽ có được A mũ 3, B mũ 3 thì bằng 4A. Thì các em sẽ có ngay được A bình phương nhân B mũ 3 thì bằng bằng dương 4. A bình phương B mũ 3 thì bằng dương 4, các em chọn đáp án D. Vậy thôi, rất dễ đúng không? Không hề phức tạp lắm, không hề quá là kinh khủng, không hề quá khó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu số 13. Tập xác định D của cái hàm số này là gì? Quá dễ rồi. Cái điều kiện để hàm số này xác định là gì? Đương nhiên cái điều kiện này hàm số này xác định là gì? Đó là x cộng 3 nó phải dương, tức là x lớn âm 3, nghĩa là tập xác định của chúng ta là khoảng từ âm 3 từ âm 3 cho đến dương vô cùng. Đó nó là khoảng từ âm 3 đến dương vô cùng thôi. Câu số 14 đạo hàm của hàm số này là gì? Thì các bạn có thể thấy là y phẩy của chúng ta là đạo hàm của số thứ nhất, nó là 2x 2 nhân với số thứ hai cộng với đạo hàm của số thứ hai nhân với số thứ nhất. Được chưa? Thì cái này bằng e một x nhân với gì? x bình phương này, trừ 2x cộng 2 xong cộng với 2x 2. Wow, rất đẹp nó bằng e mũ x nhân với cả x bình phương. Vậy đạo hàm hàm số này là e mũ x nhân với cả x bình phương, các em chọn C thế thôi nhá. Không có gì khó khăn và lăn tăn ở đây cả. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 15. Hàm số y bằng f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên hình vẽ sau. Thì khi đó hàm số f(x) đạt cực tiểu tại điểm nào? Đương nhiên rồi, ở đây các em phát hiện là ngay là f(x) sẽ đạt cực tiểu tại điểm là các em phải nhìn nó hoành độ đúng không? Điều đó là x bằng x bằng 0, chọn B nhá. Còn giá trị cực tiểu của nó là âm 1. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R? Đó, đồng biến trên R thì các bạn thấy loại ngay phương án này đi tại vì nó có có x trừ 1 đây này. Cái này loại đầu tiên các em nhìn ra D ngay lập tức, rất dễ đúng cả lớp nhá. D ngay lập tức, ok. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đến với câu số 17. Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này là gì? Đó thì đương nhiên rồi, phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này đó là y bằng 2 rõ ràng. Câu số 18, hàm số này nghịch biến trên khoảng nào các em xét cho thầy cái y phẩy. Y phẩy nó là 3x bình phương này cộng với 3x này trừ đi 6 đúng không? Cái này bằng 3 lần x bình phương cộng với x trừ đi 2 nó là 3 lần x trừ 1 nhân với x cộng 2. Như vậy nó nghịch biến trên khoảng nào của lớp? Nghịch biến trên khoảng nào? Có hai điểm đặc biệt là âm -2 và dương 1 làm cho y phẩy bằng 0. Ngoài khoảng này nó dương trong khoảng nó âm nên nó sẽ nghịch biến trong khoảng từ âm 2 cho đến dương 1. Từ âm 2 đến dương 1 thì các em chọn khoảng con của nó cũng được, đó là khoảng từ âm 2 đến 0. Ok. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Ừ, ừ. âm 2 đến 0, ok nhá. Rồi, tiếp theo là câu số 19. Câu 19 là hàm số len của sin có đạo hàm trên tập xác định của nó. Đề bài yêu cầu các em là đạo hàm trên tập xác định của hàm số này là gì? Thì các bạn tính đạo hàm thôi, các em xét cho thầy cái y phẩy. Y phải bằng gì? Bằng 1 trên sin x, đúng không? Nhân với đạo hàm của hàm u x, đạo hàm là sin x Như vậy rõ ràng nó là cốt x, chia cho sin x Cốt x trên sin x thì đáp án của chúng ta sẽ là đáp án D, được chưa? Cốt x trên sin x thì đáp án sẽ là đáp án D, nhá Rồi, câu số 20 Câu số 20 thầy cho chúng ta bài toán như sau Biến đổi cái này thành dạng lũy thừa với số mũ hữu thì, thì ta được cái điều gì? Nào khi mà các em biến đổi cái này với dạng lũy thừa của số mũ ưu tỷ Các em có thể dùng Casio cho nó nhanh Đó Hoặc các bạn tính tay nhá à, Casio thì các em Các em ấn LEN của cái này Đó Thì các em chỉ cần ấn uh, LEN của cái đống này Xong các em gán X bằng E Thì sẽ ra ngay lập tức Hoặc các em tự luận thầy thì thấy thích tính tính tay còn đi thi các em tính ra siêu cho nhanh nhá tự luận thì các em thấy là cái căn bậc 3 của cái này là x mũ 5 này nhân x mũ 1 phần 4 được chưa thì cái này bằng căn bậc 3 của x mũ 5 cộng 1 phần 4 này rồi nó bằng căn bậc 3 của x mũ bao nhiêu đấy 5 cộng 1 phần 4 nó là 21 phần 4 nó bằng x mũ 21 phần 4 tất cả mũ 1 phần 3 là nhân 1 phần 3 vào đây nó bằng x mũ bao nhiêu 7 phần 4 đáp án C các bạn làm tự luận cho nó nhanh Đó. Nào câu 21 <laughs> Nghe này Nghe này Câu 21 Cho hàm số y bằng fx có đạo hàm liên tục trên r Biết đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y bằng f x Vậy thì rõ ràng f x chỉ đổi dấu đúng một lần qua x bằng 3 mà thôi Hàm số này nghịch biến trên khoảng nào sau đây Có quá nhiều cách đúng không Các em tính cho thầy y phẩy cho nó nhanh Y phẩy đó là 2x nhân f phẩy tại x bình phương trừ 1 thì cái y phẩy nó sẽ bằng 0 xảy ra khi khi đây là cách một thôi nhá, còn nhiều cách lắm. x bằng 0 hoặc là f phẩy tại x bình phương trừ 1 bằng 0. Thì các em chọn luôn cái x bình phương trừ 1 nó phải bằng bằng 3 nhá, làm cho nó đổi dấu. Thì tương đương với là x bằng 2, x bằng âm -2. Như vậy nó sẽ có năm có ba lần đổi dấu qua các điểm là âm -2, 0, 2 thì cái giá trị đây là 0 này. Sau đó thì các em sẽ cho được trong khoảng thứ hai đến vô cùng thì dấu x bình phương trừ 1 nó sẽ tiến đến dương vô cùng nên cái này nó mang dấu âm nhá ef phải mang dấu âm nên dấu ở đây sẽ là dấu âm và kem đang dấu như vậy nhá đó thì đấy cũng là một cách thì nó sẽ nghịch biến trong khoảng từ hai đến dương vô cùng có không hoặc là khoảng từ âm hai đến không thì các em thấy ngay có khoảng từ âm 2 đến không là các em chọn này thì đây thầy sẽ nói nó là cách một thậm chí các em ghép trục cũng được nếu mà cách số 2 các bạn thích ghép trục thì các em ghép trục ngay thì nó cũng rất là nhanh x biến thiên nếu mà các bạn ghép trục thì cũng rất là nhanh x biến thiên kéo theo x bình phương chỉ một biến thiên được chưa? thì x biến thiên thì nó chạy từ âm vô cùng thì có một điểm cực trị là không cho đến dương vô cùng thì cái này chạy từ dương vô cùng về âm một cho đến dương vô cùng thì cái này là f của x bình phương trừ một thì dương vô cùng về âm một đây âm một đi qua điểm cực trị là ba em điền số 3 vào đây và âm một đến dương vô cùng đi qua điểm cực trị là ba đúng không? rồi Thế thì các em cho x bình phương trừ 1 và bằng 3 ấy thì tương đương với x của chúng ta sẽ bằng âm 2 hoặc x bằng 2 thì các em điền tiếp hai số âm 2 và 2 vào trên hàng x. Tại vì đây là đơn điệu mà. Và từ 3 đến dương vô cùng thì sao? Thì các em thấy là từ 3 đến dương vô cùng thì f của nó đang đi xuống, trúc đầu đi xuống nên nó sẽ nghịch biến đây nhá. Vậy thì các em xác định được là hàm số này nó sẽ nghịch biến trong từ âm 2 đến 0 hoặc là nghịch biến hòa từ 2 đến dương vô cùng. Các bạn dùng ghép trục thì cũng rất là nhanh nhá. Ok. Đó, câu số 22. Nói chung là bài toán thì có nhiều cách đúng không? Rồi À, ờ, bài này cũng là bài khá là nhẹ nhàng. Câu số 23. À, câu số 22. Cho A là số thực dương khác 3 thì tính cái giá trị của biểu thức này. Đó, tính giá trị của biểu thức này. Thì các em thấy là như này này. À, A phần 3 tất cả mũ 4 thì nó sẽ bằng là A mũ 4 trên 81. Nên về cơ bản thì các em hiểu là cái loga cơ số A phần 3 của đây là A phần 3 tất cả mũ mũ 4. Được chưa? Thì cái này bằng 4. Tuyệt một cái là xong luôn. Y bằng 4. Không có gì năn tăn cả. Đúng không? Ok, câu số 23 Câu số 23 Câu số 23 chúng ta có bài toán như sau Cho hàm số Y bằng I mũ 3 cộng B bình phương cộng C cộng D Có đồ thị nhìn vẽ bên Đây là đồ thị của hàm số này nhá Thì mệnh đề nào sau đây là đúng Thì trước hết là các bạn thấy đây là một hàm số bậc 3 này Nên hệ số A nó phải dương Chắc chắn A dương rồi Nên kèm phải loại đi cái phương án A âm Tiếp tục này à, tại vì cái này này nó không đúng này tiếp tục đây nó cắt trục tung tại điểm có tung độ dương được chưa? Nên đây dương mà bốn phương án đều chọn điều đó đây dương là không quan tâm nữa Thì bây giờ mình xem đến cái dấu của B và C Dấu của B và C thì mình phải để ý đến cái nghiệm là x1 và đây là x2 Đúng không? À, các bạn phải để ý đến x1 và đây là x2 Thầy vẽ này nó hơi không giống với cái đề gốc ngắm à, Xin lỗi các bạn nhé, Để thầy xem lại cái đề gốc cái đề gốc nó nó vẽ nó chuẩn hơn. Đây các bạn đợi một tí, để thầy xem lại cái đề gốc như thế nào. Câu bao nhiêu nhỉ? Câu 23 đúng không? Ok, câu 23. Đây xin lỗi các bạn nhé. đề gốc nó như này. Sửa lại thầy một tí tại vì thầy vẽ này nó hơi nó hơi sát nhau. Để đề gốc là như này các em nhá, các em sửa lại thầy một tí. chúng nó vẽ theo đề gốc. Đây đề gốc là như này này các em. Nhìn được không nhỉ? Chịu khó nhìn một tí nhá. À, tại vì thầy vẽ nó hơi 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 lùi với nhau tí nữa thầy phải vẽ lại. Rồi, đây này. À, đây là x1 này. Đây là x2 này. Thì nó có hai nghiệm x1 x2 thì trong những bài toán này các em sẽ tính y phẩy. Y phẩy đó là 3ax bình phương cộng với 2b cộng c. Thì y phải bằng 0 nó có hai nghiệm x1 x2 nên các em có tổng hai nghiệm x1 cộng x2 nó bằng âm -2b chia cho 3a và x1 nhân x2 nó bằng c trên 3a. Cái này theo định lý thôi đúng cả lớp nhá. Rồi, thì các bạn thấy là tổng hai nghiệm thì đương nhiên âm tại vì là x1 nó cách để, cái điểm này nó sẽ cách điểm o xa điểm này nên x1 của x2 mang dấu âm. Còn x1 nhân x2 thì đương nhiên mang dấu âm tiếp tại vì x1 x2 là hai cái giá trị trái dấu nhá, một cái dương một cái âm thì nó âm, còn tổng thì nó cũng sẽ âm. Đó. À, mà a của chúng ta là giá trị dương. Nên ta sẽ xác định được cái dấu của b. A dương nên c nó sẽ âm. A dương rồi thì âm 2b mang dấu âm thì b cũng mang dấu b mang dấu dương nhá. B mang dấu dương. Trong khi đó thì c phải mang dấu âm tại vì a âm à. A dương A à, dương thì C phải mang dấu âm nhá. Như vậy B dương và C âm, các em có B dương C âm đâu? B dương C âm đâu rồi? B dương C âm đây rồi. Đáp án sẽ là đáp án đi. Để chị nhỉ? Đó. Thì cái câu này các em làm như vậy thôi nhá. Ok, thì đấy là câu số 23. Bây giờ mình sẽ sang câu số 24. Câu 24 chúng ta có bài toán như sau. Giá trị nhỏ nhất của hàm số này trên đoạn từ 3 đến 4 là gì? Quá dễ. Ờ, ở đây các em xét cho thầy cái i3 và y 4 thôi tại vì đây là hàm số liên tục và đơn điệu trên đoạn từ 3 đến 4. Nên đương nhiên các bạn chỉ cần xét cho thầy cái y tại 3, các em thay 3 vào đây. Nó là 3 chỉ 1 nó là 2 này. À, 2 chỉ 3 nó là âm 1 thì bằng âm 2. Trong khi đó các em xét y tại 4 thì bằng bao nhiêu? Các em thay x bằng 4 vào thì nó là 3 này. x bằng 4 2 chỉ 4 là âm 2 nó bằng âm 3/2. Được chưa? Như vậy cái giá trị nhỏ nhất chính là số nhỏ nhất trong hai số này. Giá trị nhỏ nhất chính là số nhỏ nhất trong hai số là âm 2 và âm 3 phần 2 Thì các bạn thấy nó giá trị nó bằng âm 2 Các em chọn được cái phương án A Rất dễ đúng ở lớp nhá Rồi Tiếp theo là câu số 25 Nghiệm của bất phương trình này là gì Các bạn thấy ngay là bài này quá dễ rồi à, Bất phương trình của chúng ta tương đương với 2 mũ 3x Sẽ lớn bằng 2 mũ 2 mũ 5 32 thì bằng 5 mà Thì cái này tương đương với 3x sẽ lớn bằng 5 Vậy thì các em sẽ có được x của chúng ta sẽ lớn bằng 5 phần 3 Như vậy nghiệm bất phương trình này là nửa khoảng từ 5 3 cho đến dương vô cùng Tại vì các em không có bất kỳ một cái điều kiện nào cả nhá nên cái này nghiệm của bất phương trình này là nửa khoảng từ 5 phần 3 đến dâu vô cùng nhá rồi câu số 26 cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh A của vũ vào a vuông mặt phẳng ABCD và SA bằng A thì tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABCD các bạn nhớ này cái bài toán này ý, đề bài cho chúng ta các cái thông tin về cái hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông Đó. xong rồi hình chiếu của S xuống mặt phẳng đáy nó lại trùng với tâm trùng uh, với điểm A như vậy thì tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng cách nào thì mình đã học công thức chưa thầy đã dạy các bạn rất là kỹ công thức rồi đúng không rồi cái công thức để tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABCD r của s A, Nó bằng gì? Đây là mô hình hình chóp có cạnh bên góc mặt đáy Và với cái mô hình hình chóp có cạnh bên góc mặt đáy Thì công thức của chúng ta là căn bằng 2 của R nhỏ bình Cộng với H bình phương trên 4 Trong đó R nhỏ là bán kính đường tròn ngoại tiếp của hình vuông ABCD Thì nó sẽ là bằng AC trên 2 Nó bằng căn 2 trên 2. Còn h của chúng ta chính là chiều cao SA và đề bài cho SA bằng 1. Vậy thì từ đây ta suy ra đây mình đã nó chuẩn hóa 1 cho được dễ tính em nhé. Như vậy ta suy ra R của chúng ta sẽ bằng gì? Bằng căn bằng 2 của R nhỏ là 1 phần 2 này cộng 1 phần 4. Đấy chưa? Nó bằng căn 3 trên, căn 3 trên 2. Như vậy bán kính mặt cầu ngoại tiếp bình chóp này chính là căn 3 trên 2 các em chọn B. Vậy thôi nhá rất dễ đúng không? Cho tứ diện ABCD. Chúng ta có một cái tứ diện ABCD nào? Tứ diện ABCD. Quan sát. Chúng ta có, cho tứ diện ABCD Được chưa? Nào, cho tứ diện A, B, C, D Gọi MN MP là là trung điểm của AB này Nào, các em vẽ luôn M là trung điểm của AB Và P là trung điểm của CD này Điểm N thỏa mãn điều kiện là vector BN bằng 2 là vector NC Thầy nói lại nhá, vector BN bằng 2 là vector NC Thì đây, đó, thì điểm N Tức là về cơ bản nào các em phải xác định được vị trí của điểm N thì ở đây các em phải hiểu là à điểm N sẽ nằm trên đường thẳng BC, nằm trên đường này. Rồi vector BL bằng 2 là vector LC tức là vector BN với vector, vector LC là hai vector cùng chiều, cùng hướng. Và dỡ, và như vậy thì điểm N nó sẽ nằm ở phía phía từ đây trở đi. Được chưa? Độ dài BN thì bằng hai lần độ dài à xin lỗi bạn. N nó sẽ nằm trong khoảng nằm trong N sẽ nằm trong đoạn BC. N sẽ nằm trong đoạn BC thì lúc vector BN và vector NC BN và vector NC mới cùng hướng được. Vậy rõ ràng N nằm trong đoạn BC đúng không? Và độ dài BN gấp đôi là độ dài ấy, NC. Như vậy nếu mà các em chia BC làm 3 phần thì N BN chiếm 2 phần đây này. Đó là một phần cái này, một phần và cái này hai phần này kiểu như thế. Cái này chiếm 2 phần này. Được chưa? Rồi, mặt phẳng MLP, mặt phẳng MLP đây, mặt phẳng MLP. Cắt AD tại điểm Q. Ok, mặt phẳng MLP như thế này. Cắt AD tại điểm Q. Đó, cắt AD tại điểm Q. Thế thì câu hỏi có bài toán là gì? câu hỏi của bài toán là gì? Đó, câu hỏi bài toán là gì đây? Biết rằng thể tích khối đa diện MNPQ BD thì bằng 24 là khối Tức là bản chất là khi mà các em cắt cái mặt phẳng MLP MNPQ... như vậy Thì các em chia cái khối này thành hai khối đa diện Trong đó khối đa diện chứa đỉnh B này là MNPQBD BD này Nó sẽ có thể tích bằng 24 Thì đề bài yêu cầu các em tính thể tích của tứ diện ABCD Nhá, được chưa? Đó, đề bài yêu cầu các em tính thể tích của tứ diện ABCD thì bài này thầy có thể làm cho các bạn theo hai cách là cách tự luận và cách mà nó hơi hướng trắc nghiệm một chút. Thì các bạn muốn cách tự luận hay cách trắc nghiệm, thầy sẽ chữa cho các bạn một trong hai cách đấy. Nếu các em muốn làm cách tự luận thì các bạn comment thầy số 1. Nếu mà các em nào muốn cách nhanh trắc nghiệm kiểu trắc nghiệm ấy và khả năng đúng nó vẫn là cao nhá, vẫn là 9 99 đến 100%. Trắc nghiệm thì các em comment thầy số 2 để thầy khảo sát một chút. Nào thầy sẽ chữa một trong hai cách thôi bạn thích cách tự luận hay cách trắc nghiệm nào để thầy khảo sát xem tâm lý học sinh nào tại vì đôi khi gọi những cái cuộc khảo sát này thầy cũng bắt nắm bắt được tâm lý học sinh thầy cũng muốn biết là tâm lý của mặt bằng chung học sinh nó sẽ ra làm sao muốn nhanh hay là muốn tự luận theo kiểu bản chất hay là muốn nhanh ok cảm ơn các bạn nhé <laughs> thầy đang nhìn nhận ở đây là đa số các bạn đều comment số 2 là nhiều hơn đúng không ok đa số các bạn đều comment số 2 rất rất là nhiều Đa số đều comment số 2 Ok thôi được rồi Thầy sẽ nói cách tự luận trước Sau đó thầy sẽ nói cách trắc nghiệm sau nhá Cách trắc nghiệm thì khả năng đúng nó không phải 9, 90% đâu Mà có khi phải 99% đấy Nhưng mà thôi Thầy cứ nói cách tự cách một trước này Cách một này Tự luận Được chưa Mình sẽ nói nhanh cách tự luận thôi nhá Mình sẽ nói rất rất là nhanh cách tự luận Thì để mà nói về cách tự luận ấy thì các em cần phải xác định cái vị trí của điểm quy. Đúng không? Thì điểm Q nó là giao điểm của mặt phẳng MLP và AD Thì các em muốn xác định vị trí của điểm Q Các em sẽ kéo dài ra Kéo dài cái um, NP này ra Kéo dài NP này ra Đó Kéo dài NP này ra Và nó sẽ cắt cái anh um... Đây Kéo dài LP ra Và cắt anh BD Tại một cái điểm Xong nối vào đây Nối vào đây Ok thì đây chính là cái vị trí của của điểm Q, đây BD đây nhá. Thì kem kéo dài NP ra. Đó, nó sẽ cắt BD tại điểm E. Được chưa? Sau đó kem nối E với M thì nó cắt AD tại điểm Q thì điểm Q chính là cái 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 điểm mà chúng ta xác định được. Đó. Bây giờ chúng ta tính các cái tỉ số thôi. Cái gợi ý của chúng ta là gì? là chúng ta sẽ tính các cái tỷ số ra Thứ nhất là chúng ta sẽ tính các tỷ số để chúng ta thể hiện được cái thể tích của khối tứ diện ABCD So với thể tích khối tứ diện là BMN e, à, BMNE Sau đó chúng ta dựa vào cái tỉ số của thể tích của EDPQ trên EMBMN Là các em sẽ xử lý xong Thì cái cách này nó hơi dài một chút Và cái tính toán của chúng ta cũng hơi nhiều một tí nhá. Nên thầy cũng không muốn làm cách này làm đâu đó, thầy cũng không muốn làm cách này làm đâu Ờ, nhưng mà vì là các em vẫn phải chữa cho các em tại vì là sẽ sẽ có những bạn không thích cách này nhưng sẽ có những bạn là là thích cách này hơn nên vẫn phải chữa cho các em tại vì có người này người kia mà chúng ta không thể đánh đồng các bạn như nhau được nên chúng ta cũng sẽ nói sơ sơ cách này trước nhé rồi đầu tiên chúng ta nói xét cái tỷ số đầu tiên này cái tỷ số đầu tiên thầy muốn quan tâm ấy là tỷ số của thể tích của của gì? Đứng trên góc độ điểm điểm E nhé. Thể tích của E DPQ DPQ. Thể tích của E này, DPQ thì đến được B nhé. P thì kéo ra N. Q thì kéo ra M. Thì nó chính là D trên B nhân với EQ EP chứ EP này trên E N nhân EQ trên E M và ED trên EB thì các em chưa biết EP nhân EQ em chưa biết M trên N thì em chưa biết tóm lại em chưa biết cái 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 gì ở đây cả các em nhìn thì các em đang bị hoang hoa mắt các em không biết cái gì ở đây cả thì các em phải tìm, không biết thì mình phải biết thôi mình phải tìm cách để mình biết thôi biết làm sao được nhá rồi không biết thì mình tìm cách để mình biết thì mình biết bằng cách nào mình có thể dùng định Menoid hoặc mình có thể dùng đến mình có thể dùng ít hoặc là mình có thể dùng đến um, dùng đến uh, định lý talet thì tùy nó nhưng mà uh, chúng ta biết để làm gì chúng ta biết để chúng ta tiếp tục chúng ta xử lý cái thể tích của E B M L chia thể tích của A B uh, chia A B C D nhá các em tiếp tục để kem nhìn này tiếp tục này xét tiếp cái thể tích của E B N M mà chia thể tích của E, B, N, M thì thầy sẽ quan tâm đến đỉnh B nhá. Thầy quan tâm đến đỉnh B. B này. Đó. A, C, D nó sẽ là bằng gì? Bằng BM trên BA nhân BN trên BC đúng không? Nhân BE trên BD. Đó thì các bạn tóm lại bài toán này các em phải tính tất cả các tỷ số thôi Và các em tính tất cả các tỷ số mấy cái tỷ số này. Nếu mà các em tính hết tất cả tỷ tỉ số này là bài toán chấm dứt. Như vậy rõ ràng là chúng ta phải đi tính lần lượt từng tỷ số một trong tất cả tỷ số này nhá. Rồi, ở trong cái phần này thì các em đã có được một số tỷ số này. BM trên BA thì bằng 1/2. BN trên BC thì bằng 2/3. Được chưa? BE trên BD thì các em chưa biết. Thì tóm lại bây giờ các em sẽ tính lần lượt tất cả các tỷ số có bốn cái tỷ số các em tính ra là xong. Đúng không? Nếu như các em tính được tất cả tỷ số là xong. Thì bây giờ các em đi tính cái tỷ số là xong nhá. Thì cái tỷ số đầu tiên, tỉ số đầu tiên là chúng ta sẽ tỷ số BA trên BD đi. Được chưa? Thì các bạn có rất nhiều cách để tính tỉ số BA trên BD. Các em có thể dùng Menelius cho tam giác BDC nhưng mà thầy sợ Menelius ở đây là các bạn sẽ có nhiều bạn là không biết Menelius là gì. Đó, thế nên thầy sẽ làm một cái cách nó đơn giản hơn Menelius đó là thầy lấy thêm cái trung điểm của cái BC là điểm điểm R nhá, điểm R đi. Thì thầy sẽ có được ba cái này bằng nhau. Ba cái này bằng nhau. Như vậy khi mà thầy lấy trung điểm ấy thì thầy có P là trung điểm của CD này. N là trung điểm của C, CR. Nên cái đây là đường trung bình của tam giác này. Đúng không? Nó sẽ là đường trung bình. Và với việc nó là đường trung bình thì cái này nó song song với cái này. Do đó cái này nó song song với cái này. Đúng không? Hai cái này song song. Được chưa? Như vậy mình vừa chứng minh được là hai cái này song song thông qua việc là chứng minh NP song song với RD thì mình chứng minh là RD song song với NE. Mà R là trung điểm của của BN. Này, hai này song song đúng không? Mà R là trung điểm của BN. Nó nên CRD là đường trung bình của tam giác BNE. Do đó D là trung điểm của BE. B. Đó, B là trung điểm của DE. D là trung điểm BE nhá. Như vậy mình chứng được cái này là trung điểm. Xong. Như vậy tỉ số này đã xong. BE trên BD bằng BE trên BD. D là trung điểm. BE trên BD bằng 2. Vậy cái tỷ số này bằng 2 này. Tỉ số này bằng 2 này. Và cái tỷ số là Ở đây các em có tỷ số là gì đây EAD trên EB Đây EAD trên b thì bằng 1 phần 2 EAD trên EB thì bằng 1 phần 2 Được chưa? Tuyệt vời nha Bây giờ mình tính nốt hai cái tỷ số này là xong nhá Đó Thì bây giờ này các em nhìn này Thầy sẽ nói trước tỷ số p trên N Thì EP trên N cũng rất là đơn giản thôi Các bạn để ý này Cái thằng này thì bằng một nửa thằng này Thằng này thì lại bằng một nửa thằng này nên tóm lại là như này này các em hiểu này. Nếu mà thằng này chiếm một phần này thì thằng này RD này, thằng NP chiếm một phần thì thằng RD chiếm 2 phần này. Và thằng RD chiếm 2 phần thì thằng NE nó chiếm mấy phần? NE chiếm 4 phần, Tớp đôi nhau mà. Như vậy thì về cơ bản thì thằng EP nó sẽ chiếm là gì? Thằng EP sẽ chiếm bao nhiêu phần? Đúng chưa? Thằng EP nó sẽ chiếm 3 phần. Như vậy cái tỷ số tiếp theo cái tỷ số mình tính được đó là cái tỷ số EP trên EN thì bằng bao nhiêu? Bằng 3/4, đúng không lớp? ba phần tư được chưa ok và tỷ số cuối cùng là tỷ số eq trên em eq trên em thì bằng bao nhiêu nào thì các bạn thấy ngay được là cái thằng d là trung điểm nên ad nó sẽ là đường các em để về tam giác a b e thì ad nó là trung tuyến không có em là trung tuyến đúng không? đúng không có hai cái này là trung tuyến hai cái này trung tuyến thì EQ là trọng tâm của tam giác abe và với việc Q là trọng tâm trên ABE nên ta sẽ có tỉ số đó là EQ trên EM thì bằng 2 phần 3. Cái tỉ số này bằng bao nhiêu? Cái này bằng 2 phần 3. Đúng không? Như vậy tất cả các tỉ số chúng ta đã xong. Như vậy cái giá trị của chúng ta bằng bao nhiêu đây? Giá trị này là 1 phần 2 nhân 3 phần 4 nhân 2 phần 3. Triệt triệt này, triệt triệt này bằng 1 phần 4 tuyệt vời. Nhá. Rồi, như vậy thì từ đây mình sẽ có được cái thể tích của E, trên thể tích của E. Đó. Mà thể tích của phần trong này này, từ đó ta suy ra như này. Vậy này Mình sẽ có những điều quan trọng như sau Thứ nhất là thể tích của khối MNPQBD Trên thể tích của EBMN Nó sẽ là bằng bao nhiêu 1 chứ đi 1 phần 4 Bằng 3 phần 4 Mà anh này bằng bao nhiêu Anh này bằng 24 rồi Nên ta sẽ có thể tích của EBMN Bằng 24 chia cho 3 phần 4 đúng không Bằng 24 Nhân với 4 phần 3 bằng 32. Rồi đến lượt thể tích của ABCD thì các bạn nhìn này, cái tỉ số này bằng bao nhiêu đây? Tỉ số này bằng bao nhiêu? 1/2 nhân 2/3 nhân với 2. Thì cái giá trị này bằng bao nhiêu nhỉ? 1/2 xong rồi nhân với 2/3 nhân 2 thì nó bằng giá trị bằng 2/3. Đó ờ, thì đây mình làm nốt thôi, thể tích của ABCD nó sẽ bằng thể tích của ABCD chia 2/3 bằng 32 nhân với 3/2 thì bằng 40, 48. Thì đây là cách tự luận. Chọn đi. Tóm lại là bài toán này quy về cái việc mà chúng ta tính tỷ số nhá, yeah. tính các tỷ số. <laughs> chúng ta quy về cái việc mà chúng ta tính các tỷ số. Bây giờ mình sẽ nói thêm một cách trắc nghiệm này, cách hai trắc nghiệm. Cách hai. Đó là cách trắc nghiệm. Tại sao phải nói cách trắc nghiệm? Tại vì cái này nó để mà chứng minh được điều này cũng rất là vất vả, nó cũng không có không nếu mà cần... Nếu mà chúng ta quy ước cách trắc nghiệm Những cái cách mà cái Chúng ta dùng trực giác nhiều Mà chúng ta không dùng những cái, cái kiến thức Mà chúng ta học trong xe khoa Thì mình coi đấy trách trắc nghiệm Thì đây có thể coi là một cách trắc nghiệm Đây nhá Các em để ý này Đề bài cho kem em là A, B, C, D đúng không à, Đề bài cho kem em nữa là Điểm M là trung điểm của AB Thì có điểm M này là trung điểm của AB này Điểm N là trung điểm của o. CD đúng không? MN là trung điểm của AP à, là trung điểm của CD. P là trung điểm của CD này. Và đề bài còn cho các em nữa là điểm N và điểm N và điểm Q nhá. N và điểm Q. Thì cái điểm N của chúng ta sẽ nằm ở đâu? Điểm N đây chẳng. Đó, điểm N à không, xin lỗi ạ. Điểm N nằm đây quên. Đó. Thì cách trắc nghiệm chúng ta sẽ như thế nào? Mặt phẳng MLP cắt đây tại một cái điểm Thì cách trắc nghiệm là như nào? <laughs> Rồi, đây là MNPQ. Rồi ok nhá. <laughs> ok. Đây nha các bạn nhìn nhá. Thì thế nào là cách trắc nghiệm? Thì bây giờ các bạn để ý này. Các em nghe này. Các em nghe này, M là trung điểm đúng không? M là trung điểm này. Cái này là trung điểm này. Đề bài cho tứ diện AVC, bất kỳ bài này nó nói về tỷ số thôi, nên chúng ta có thể hình dung ra đây là cái bài toán theo các tỉ số bây giờ trong đầu các em phải tư duy này nói là trắc nghiệm thôi Trên trong đầu các em tư duy này m và p đó nó là hai cái trung điểm một mặt phẳng mà đi qua mp thì khi mặt phẳng đi qua mp như vậy thì nó sẽ cắt cái tứ diện abcd theo thiết diện như cụ thể trong hình vẽ này nó là thiết diện là mnpq như thế này được chưa và vì cái này là trung điểm nên nó sẽ chia cái tứ diện này ra thành hai phần có thể tích bằng nhau có thể tích bằng nhau đó chẳng qua đề bài cho n là gì thôi để cho 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 gì thôi chứ thực ra là các em sẽ thấy là khi mà nó là trung điểm như vậy thì hai phần này là hai phần đấy nó sẽ đều nhau tức là bây giờ các em hãy tưởng tượng như là chúng ta có một cái thứ diện đều đi có một cái thứ diện đều nhá có một thứ diện đều và có trung điểm đây thì khi mà cái này ở đây thì cái này ở đây được chưa đây trung điểm này đó. thì khi mà có một cái thứ diện đều a b c d như này thì nó sẽ chia cái tứ diện này ra thành hai phần mà hai phần đấy nó sẽ bằng nhau luôn đấy nó sẽ bằng nhau luôn tại vì cái tỷ số cái này chia cái này nó sẽ bằng cái tỷ số cái này chia cái này đấy nhá các em sẽ thấy là đấy nhá thôi được rồi thầy thầy sẽ nói thêm một chút nữa là cái, theo định lý miên trong không gian ấy thì các em có được là am trên mb đấy là abcd đây bốn điểm abcd đồng phẳng đúng không a này b này BC này CD này DA này bằng 1 này M nằm trên AB này BC có điểm N này CD có điểm P này và A có điểm Q này các em lưu ý là với bốn điểm ABCD nằm trên các cạnh AB, D, CD, DA mà đó đồng phẳng thì chúng ta luôn luôn có tỷ số này không nhất thiết kể nó không phải là trung điểm kẻ không phải trung điểm nhưng nó luôn luôn có tỷ số này và đây là kiến thức về mê mm trong không gian tỷ số này bằng một này à, cái tỷ số CD đâu CD trên đây, cái này bằng mùng 1 này Như vậy từ đấy ta sẽ suy ra được là BN trên CN Theo đề bài thì cái này bằng 1 mà Thì nó bằng AQ trên DQ Cái này các em có thể thấy là BN trên CN bằng AQ trên DQ nhá. Và các em hãy tưởng tượng nhé Bây giờ trong đầu chúng ta tưởng tượng này À ABCD này tứ diện đều đi ABCD tứ diện đều đi Thì khi mà các em xẻ cái phần này ra thành hình này ấy, Thì các bạn thấy là nó sẽ rất là đều nhau Cái phần bên trên, phần chứa đỉnh A nó phía bên trên nhá thầy gọi là phần bên trên phần trên đỉnh b thầy gọi là phần bên dưới thế các em thấy này aq này này nó sẽ tương với bn đúng không bằng nhau nó phần bên trên nó sẽ có một cái mảng một cái miếng nó sẽ tương với phần bên dưới như vậy nhá ở phần bên trên là có cp đúng không thì tương với phần bên dưới là có dq dq nó sẽ đều nhau nó sẽ đều nhau ở phần bên trên có cn thì tương đứng với nó cái phần bên dưới à, đúng rồi phần bên trên có 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 có, có cn thì tương ứng với nó là cái phần à, xin lỗi bạn thầy viết nhầm ở phần bên trên có có aq thì nó tương ứng với nó phần bên dưới là có bn đều nhau ở phần bên trên có qd được chưa thì tương ứng với nó là phần bên dưới có cn à phần bên trên có cn thì phần bên dưới tương ứng có qd đều nhau và tất cả các cái còn lại nó đều mang tính chất tương xứng hay nói một cách đơn giản là khi mà các em cắt ra kiểu đấy đối với, nếu mà abcd là tứ diện đều ấy thì các em cắt ra kiểu đấy thì các em sẽ mang hai phần các em khít lại với nhau tức là các em cắt rời ra xong các em chập lại thì nó sẽ nó sẽ nó sẽ nó sẽ gì nhỉ nó sẽ khít nhau luôn đúng ở lớp nhá đấy các em chập lại Thôi các em cắt ra cho các em cầm tách hai miếng ra rất tiếc là thì không có một cái tứ diện không có một cái 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 hình ở đây xong thầy lấy thì cắt ra thì các em sẽ thấy kiểu đấy nhưng mà khi cắt ra xong em để, các em để đó các em thấy hai hình nó giống giống nhau đấy thì khi đó thể tích bằng nhau đó. và chúng ta cho được là hai cái v để bằng nhau vì thế nên chúng ta sẽ có được cái thể tích khối đa diện này bằng 24 nên thể tích của phần còn lại cũng bằng 24 nên thể tích của ABCD bằng 48. Và chúng ta khoanh vào phần D trong sự ngỡ ngàng của của người ra đề. Đó. Có thể người ta đề nghĩ theo ý, ý tưởng thế thật. Thì đấy tại sao thầy nói là cách trắc nghiệm? Tại vì là 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 chúng ta nói như vậy nhưng mà chúng ta vẫn chỉ là trực giác thôi chúng ta không đưa ra những cái cơ sở khoa học để chúng ta chứng minh. Thì chúng ta sẽ sẽ nói là nó là cách trách nhiệm còn nếu mà giả sử mà cho nó đưa ra cơ sở khoa học như kiểu cách một đây này thì đương nhiên là các em làm cách này thì 100% là đúng để cho không thể chối gãi được không ai chối cái được thì mỗi tội nó, nó lâu thôi nó dài thôi còn nếu mà các em làm theo kiểu cách này này thì nó là vẫn là đúng vẫn là 100% là đúng nếu không nền nỗi nhưng mà vấn đề là 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 là, 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 là chúng ta đang dùng trực giác nó hơi nhiều được chưa ok nào các bạn hiểu bài không Câu này em nghe lời các cụ 48 chưa qua 53 đã tới là sao? Được chưa? Đấy thì các bạn phải có một cái kỹ năng tưởng tượng hình nó khá là tốt. <laughs> Nào. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A. Các em có được AB bằng 2 và thể tích của khối chóp SABC thì bằng 8. Được chưa? Tính chiều cao xuất phát từ đỉnh H. Rồi, cái câu này thì lại dễ đúng không? Câu này lại dễ đáy ABC nó vuông cân tại A mà có AB bằng 2 nhá. Nào vuông cân tại A này. Được chưa? Nếu mà nó vuông cân tại A như này, <laughs> AB lại bằng 2 thì cái diện tích của tam giác ABC các em xác định ngay. Nó là 1 phần 2 nhân với 2 bình phương Nó bằng bằng 2 Từ đó ta sẽ có chiều cao H xuất phát từ đỉnh S Nó bằng 3 lần thể tích của S ABC Chia cho diện tích của tam giác ABC Vậy thôi nhá. Thì các em lấy 3 nhân với 8 chia cho 2 thì là 3 nhân 4 bằng 12. 12 đơn vị là cm. Các em chọn đáp án A. Thế thôi. 12 cm rất dễ đúng không? Không hề khó nha Đó thì các em chọn đáp án đáp án A. Câu số 30 luôn nhá. Câu số 30. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC A,B,C,C. Các bạn quan sát này, chúng nó có một cái hình lăng trụ tam giác đều. A B C A phẩy B phẩy C phẩy. Đây là một hình năng trụ tam giác đều. Năng trụ tam giác đều là gì cả lớp? Nó là năng trụ đứng và đáy nó sẽ là một tam giác đều, đúng không? Đây sẽ là một năng trụ đứng với đáy là tam giác đều nhá Nào, cho hình năng trụ tam giác đều A B C A phẩy B phẩy C phẩy. Rồi, các bạn quan sát nhé. Đó, năng trụ tam giác đều đương nhiên nó, các em có được A phẩy bằng 2 A A phẩy bằng 2 và góc giữa A phẩy B và mặt phẳng A C, C A phẩy. Thì bằng 45 độ, thế này là A phẩy trên đây đi A trên đây A phẩy B đây Và mặt phẳng A, C, phẩy A phẩy A, C, phẩy A phẩy Đây, A, C phẩy A phẩy đây à, các bạn C đây Đây là B phẩy B nhá Thì góc giữa A phẩy B Nào, góc giữa A phẩy B là góc nào? Đây, A phẩy B đây Đó, và cái mặt A, C, phẩy A phẩy Thì bằng 45 độ Vậy góc đấy là góc nào kem? em? Thì các bạn thấy là cái giao điểm của B, A phẩy với các mặt phẳng AC sẽ phải vậy thì cái đỉnh của góc sẽ là là giao điểm là đỉnh một cạnh là tia A phải B cạnh còn lại thì các em quan tâm đến hình chiếu vuông góc của điểm B xuống cái mặt phẳng này thì đây là một năng trụ đứng nên khi hình chiếu vuông của B xuống cái mặt này nó không khác gì là các em đặt một điểm mặt đất và các em cho vuông góc với cái bức tường cả đúng không đây là một điểm thuộc đáy đối với mặt đứng ấy thì các em chỉ cần vuông góc với giao tuyến này là xong nhá thì đó chính là cái điểm điểm này được chưa? Nó là trung điểm của AC, nó là điểm điểm H. Rồi, các bạn nối vào đây thì các bạn sẽ có ngay được cái góc giữa cái a phẩy b và mặt phẳng a c c phẩy a phẩy đó là góc giữa a phẩy b và a h ok các em có ngay được cái góc giữa a phẩy b và mặt phẳng a c c phẩy a phẩy nó bằng góc giữa a phẩy b và a phẩy h đúng ở lớp với h là trung điểm này h là trung điểm thì b h là vuông góc mà đó thì nó chỉ là góc h a phẩy b đương nhiên rồi cái góc này nhá và cái góc này bằng 45 độ đúng cả lớp đề bài cho góc này bằng 45 độ tuyệt vời nhá góc này vuông 45 độ như vậy ta sẽ có được là a phẩy h kem tính được nó bằng bh đấy là tam giác đều góc này bằng 45 độ ok a phẩy h bằng bh thì mình tính kiểu gì mình tính kiểu gì nữa mình tính kiểu gì dựa vào a phẩy h bằng bh thì làm sao mà em có thể xác định được nhá tính được đấy ờ, các bạn thấy là như này này CA'H của chúng ta bằng gì? Mình cứ giả sử độ dài này là x đi nhá. Mình cứ độ giả sử AH là x đi. Trong đó A'H của chúng ta sẽ là bằng căn bậc 2 của A'A A bình phương cộng với AH bình phương theo định lý Pitago thì nó sẽ bằng căn bậc 2 của 4x bình phương. Trong khi đó BH của chúng ta bằng gì? BH nó sẽ là đường cao của tam giác đều ABC thì bằng căn 3 trên 2 nhân với AC. Bằng căn 3 trên 2 nhân với 2x thì bằng căn 3x. Từ đó ta suy ra hai này bằng nhau nên ta sẽ có được 4 cộng x bình phương. Nó bằng 3x bình phương hay nó một cách đơn giản, đó là x bằng căn căn 2. Và với việc x bằng căn 2 các em có được thể tích khối năng trụ nhá. Vậy V năng trụ nó sẽ bằng gì? Bằng diện tích của tam giác ABC nhân với chiều cao A phẩy. Diện tích ABC của chúng ta sẽ bằng căn 3 trên 4 nhân với x bình phương. À sự bạn. Nhân với AC bình phương, AC bình phương. Được chưa? AC bình phương. Nhân với chiều cao A phẩy là bằng 2. Vậy đáp án của chúng ta là gì đấy? Căn 3 trên 4 này Nhân với đây là 8 này Xong nhân với 2 Rồi nó bằng 4 căn 3 4 căn 3 thì các em chọn đáp án là đáp án C nhé Chọn C Đúng không? Thầy đánh giá đây là bài toán cũng không khó đâu Bài toán này bài toán ở mức độ bình thường Đúng không? Không hề phức tạp Nó mức độ vừa phải Nào các bạn hiểu bài comment HB thầy sao nào? Tất cả các bạn hiểu bài comment HB nào? Đánh dấu sự có mặt của các bạn ở đây nào? <laughs> các bạn nào thắc mắc gì về câu 15 Hàm số đạt cực đại Tại điểm ơ thay sửa rồi em Bùi nhật năm năm nhá. Nào hiểu bài không 30 câu rồi đấy Em làm đúng hết không Rồi cảm ơn Quốc Hiệu này Trang Thùy này Nguyễn Mạnh Dũng này Nguyễn Quốc Đạt này Ok Các bạn nào thắc mắc gì không Không ai thắc mắc gì Chúng ta chuyển qua câu tiếp theo nhá Rồi Cảm ơn tất cả các bạn Với comment chính xác Rồi Không ai thắc mắc gì cả Chúng ta chuyển qua câu tiếp theo những câu tiếp theo nó lại là những câu khá là đơn giản toàn hình nhưng mà hình nó dễ khóc rồi đấy ok nhá nào câu 31 nghe này cho khối chóp SABC có diện tích đáy là 4A bình phương và đường cao SH thì bằng 3A thì thể tích của khối chóp SABC là gì? Nào, cái thể tích của khối chóp SABC là gì các em? Thể tích của SABC thì các em sẽ lấy 1 phần 3 của diện tích của tam giác ABC là 4A bình phương. Nhân với chiều cao nó là 3, 3A. Như vậy nó bằng bao nhiêu đấy? Nó là 4A mũ 3. Quá dễ đúng không? 4A mũ 3. Các em nhớ các em phải nhân 1 phần 3 nữa nhé. Rồi, tiếp theo là thể tích của khối nón có chiều cao H và bán kính đáy là R. Thì công thức tính thể tích khối nón đó là 1 phần 3 nhân với P-R bình phương H. Cái đáp án ở đâu? Đây rồi, các em chọn A. À, rất đơn giản thôi đó đấy là câu số 32 tiếp theo là câu số 33 câu 33 cho nó có bài toán như sau đó là cho hình trụ có diện tích xung quanh biết rồi bán kính đáy biết rồi thì đề bài yêu cầu các em tính độ dài đường sinh thì đề bài đã cho các em thông tin về diện tích xung quanh và bán kính đáy các em đều biết cái công thức để tính diện tích xung quanh của hình trụ đó là gì diện tích xung quanh của hình trụ đó là 2 pi nhân r nhân h đúng không hoặc là l cũng được đường sinh là L đó. À, thì cái đề bài cho các em thông tin cái này bằng 8 pi và đề bài đã cho các em thông tin là R của chúng ta bằng 1, mình chuẩn hóa A 1 đi cho nó dễ tính nhá. Thì các em sẽ có được cái N của chúng ta sẽ bằng 4. Như vậy nó bằng 4A. Các em chọn đáp án D, quá dễ, đúng ở lớp nhá. Đó, đó là câu 33. D. Rồi. Câu 34. Không. <laughs> <laughs> Thầy ơi, câu 29 thầy chưa chữa ớt thế á Ô ô, thôi chết 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 chết, 29 đâu rồi Ô oh. Đen thế nhở, câu 29 chưa chữa Trời đất ơi Mà sao bây giờ nhở Ừ nhờ câu 29 thì chưa chữa các em ạ okay. Nào cho lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy Các em có một năng trụ đứng nhá Mình vẽ nhanh một năng trụ đứng ra nào Đây Ít không gian quá Nào cho lăng trụ đứng là A B C A phẩy B phẩy C phẩy này Có đáy là vuông cân À vuông tại A Có đáy vuông tại A này ok có góc acb bằng 30 độ ok góc này bằng 30 độ tuyệt vời ab bằng a mình chuẩn hóa bằng một đi thì khi đó cái góc này bằng 30 độ đúng không à, thì cái này nó sẽ bằng căn căn 3 và cái này bằng hai đúng không bc bằng hai đó là nửa tao đều góc này bằng 30 độ mà à, diện tích mặt bên ABB'A' a bằng a bình phương ô câu này dễ quá nhỉ nào thì khi đó rõ ràng là mặt bên này cái diện tích của ABB'A' a nó sẽ là ab nhân với a, a đúng cả lớp nhá thì bằng bằng một mà AB bằng 1 nên ta suy ra A phải bằng 1 Như vậy các em có được cái thể tích khối lăng trụ ABC A phẩy B phẩy C phẩy Nó sẽ là diện tích của tam giác ABC Nhân với chiều cao A phẩy Và nó sẽ là bằng căn 3 trên 2 Nhân với 1 thì bằng căn 3 trên 2 Tất nhiên em phải nhân thêm A mũ 3 Tại vì đây là các em đang tính thể tích nhá Thì căn 3 trên 2 A mũ 3 các em chọn C nhá. Ok Rồi thì chữa hai cách luôn nhé Uh, cách số 1. Cách 1 thì uh, chúng ta gọi nó cách thông thường đi. Cách thường nhá. Cách một chúng ta gọi là cách thường. Cách thường thì các em hay làm như này này. Các em xét hàm số fx nó là hàm số bên trong dấu giá trị tuyệt đối. Để hàm số trị tuyệt đối fx đồng biến trong khoảng từ 3 đến vô cùng rõ ràng là các em thấy là khi mà x tiền đến vô cùng thì fx tiến đến vô cùng nên để mà hàm số này trị tuyệt đối đồng biến nó khoảng từ ba đến vô cùng đây ba đến vô cùng như này đó để mà hàm số trị độ fx đồng biến thì đồ thị nó phải dạng như này được chưa thì lúc ấy có hai cái kiểu đồ thị hàm số fx đó, kiểu thứ nhất là kiểu này fx nó cũng giống hệt nó cũng đồng biến nó khoảng từ ba đến vô cùng và nó nhận là trị dương đó. hoặc là kiểu này đây kiểu thứ nhất này hoặc cái kiểu này nó nghịch biến ở khoảng thứ ba đến dương vô cùng. Nhưng điều này thì không xảy ra. Điều này là loại này, tại vì là cái này loại này. Vì đơn giản là lim của x tiến đến dương vô cùng của f(x) thì nó sẽ bằng dương vô cùng. Nên cái này là các em loại ngay. Các em loại ngay và các em chỉ lấy cái kiểu này mà thôi. Như vậy yêu cầu bài toán tương đương điều gì? Nào, yêu cầu bài toán tương đương với thứ nhất là fx đồng biến trong khoảng từ 3 đến vô cùng nhá. Thì tức là f phải x của chúng ta sẽ lớn bằng 0 đúng với mọi x thuộc cái nửa khoảng từ 3 đến vô cùng hoặc thuộc khoảng được hoặc được khoảng được từ 3 đến vô cùng. Thứ hai nữa là các em có được là nó đồng biến rồi nhưng nó phải nằm trên trục hoành. Vậy cái giá trị nhỏ nhất của nó phải lớn bằng 0 nghĩa là f3 của chúng ta nó phải lớn bằng 0. Đó thì các em có thể làm cách này cũng được nhá. Đó. Làm cách này cũng được. Nào, F phẩy của chúng ta là đạo hàm của số thứ nhất Nhân số thứ hai cộng với đạo hàm của số thứ hai Nhân số thứ nhất Và F3 của chúng ta nó là M cộng 6 Đến bằng 0 Thì các bạn xử lý thôi, thì nốt thôi Thì các bạn sẽ có được cái này là min của anh này Thì các em ra được M cộng 11 bằng 0, M cộng 6 đến bằng 0 Cái này thì Nó là cách thông thường thôi nhá lớn âm 6 Như vậy các em có 6 giá trị nguyên âm của M Rồi thầy hỏi đây các bạn muốn làm thêm cách nữa không? Các em có thầy muốn, muốn thầy trình bày thêm cách nữa không? Hay là thôi chuyển qua câu 35 nhá Câu 35 được không? Ồ oh, 35 dễ quá nhỉ V của S A, v, C. Muốn làm cách nữa không? Cách nữa nhá Rồi ok thầy thấy rất nhiều bạn comment là có muốn kìa Ok thế thì làm cách 2 cách số 2 quan sát này cách số 2 cách số 2 nó sẽ hấp dẫn hơn một tí đấy các bạn biết là như này này các em biết là như này này m là một số nguyên âm được chưa m là một số nguyên âm nên chắc chắn là fx uh, của chúng ta nó cái phương trình này này nó có nghiệm tại vì ac âm nó ac âm đúng không nó sẽ có hai nghiệm phân biệt nên số nghiệm của fx phương trình fx bằng không nó sẽ có nhiều hơn hai nghiệm chắc chắn nghiệm x bằng hai đã nhưng ít nhất là các em sẽ thấy là nó, nó có nhiều hơn hai nghiệm nó có nhiều hơn hai nghiệm đúng không nó có nhiều hơn hai nghiệm rồi thì các em thấy là như này nhá nếu mà cái đồ thị fx các em hiểu như này nó như này đi các em hãy nhìn vào các nghiệm này các em tập trung vào cái nghiệm to nhất thì các bạn cứ thấy là như này này cứ lúc nào đây đồ thị hàm fx là như này thì các em sẽ ra cái đồ thị hàm số fx nó sẽ có dạng như này Đây là nghiệm to nhất, đây là nghiệm x3 nhé Đây nghiệm x3, nghiệm to nhất Được chưa Rồi nếu mà đồ thị fx nó có dạng um, Như này Cũng không quan trọng lắm đâu Thì tóm lại là nó vẫn thế thôi, nó vẫn thế thôi Không có gì cả, sang đây thì kem vẫn chỉ tập trung vào nghiệm to nhất Nó vẫn thế này Đúng không, đây vẫn là nghiệm x3 Là nghiệm to nhất, mình chỉ quan tâm nghiệm to nhất thôi X3 Và nếu mà đồ thị hàm um, số fx nó có dạng như này Thì cũng không vấn đề gì cả đây là nghiệm x3 thì mình cũng chỉ quan tâm đến nghiệm to nhất X3 Được chưa Đó. Tóm lại là cứ lúc nào mà đồ thị số này Fx, ở Phương trình fx không nó có nghiệm Xét cái nghiệm to nhất đấy Thì nghiệm đấy là nghiệm chạm vào trục hoành rồi Mà mình quan tâm nghiệm to nhất thôi Thì thì sao Thì nó sẽ Khi mà hàm lấy hàm trị đối ấy, Thì các bạn thấy trong tất cả các trường hợp mà chúng ta quan tâm liệu to nhất đấy thì cái hàm số FX của chúng ta nó sẽ đi từ trong khoảng x ba đến vô cùng nó sẽ đi như này và nó sẽ nghịch biến đây tóm lại cái điểm này chắc chắn rất đều cực trị đúng không vậy để nó đồng biến trong khoảng từ ba đến vô cùng thì chắc chắn x ba nó phải nhọn bằng ba thì khoảng ba đến vô cùng nó phải khoảng con của khoảng x ba đến vô cùng đúng cả lớp nhá nó khoảng con đó như vậy cái điều kiện đó là gì điều kiện này đó đó là tất cả các nghiệm của phương trình FX= bằng không đều nhọn ba phương trình fx bằng 0 có các nghiệm đều bé hơn bằng 3. Đó. Mà f bằng 0 thì nó tương đương với x bằng 2 thì bé hơn bằng 3 rồi không nói làm gì. Mình chỉ quan tâm nốt là cái phương trình. Đó là x bình phương trừ x cộng m. Các em chỉ cần làm sao để phương trình này có các nghiệm đều bé hơn bằng 3 là được. Đó. Đó. Thì tức là các em có phương trình x bình phương trừ x bằng âm m Nó sẽ có âm m lớn không nhá Chắc chắn là sẽ có hai nghiệm rồi Có hai nghiệm thuộc cái khoảng từ âm vô cùng cho đến 3 Mình khảo sát đã ra Âm vô cùng cho đến 3 Đây Thì cái x bình phương trừ x nó sẽ đi dương vô cùng đây Nó có điểm cực trị là x bằng 1 phần 2 à Nó đi xuống đây là 1 phần, à, 1 2 là âm 1 phần 4 Đến đây là 6 đúng không Đó Thì để mà nó có các nghiệm đều bén bằng 3 thì điều kiện đó là gì điều kiện là gì đó là âm m nó phải bé bằng 6 tức là m sẽ phải lớn bằng âm sáu đó thì khi đó các nghiệm nó bé bằng ba được chưa như vậy thì các em vẫn ra được như vậy thôi nói chung là các bạn có thể lựa chọn cách một hay cách hai thầy cũng không quá là lưu nguyên luyến cách số 2 lắm tại vì cách số 2 thì nó đòi hỏi cái tư duy của các em tốt hơn ở cái chỗ là các em để ý nghiệm này thì bản chất là kể cả nhé kể cả đề bài có yêu cầu các em tìm tất cả các giá trị m các em vẫn làm được theo cách số 2 kể cả đề bài có yêu cầu các em tìm tất cả giá trị m kể cả nó có một hiệu đơn đi nữa thì tóm lại này cứ lúc nào nó chạm vào trục hành ở cái điểm cao nhất thì cái điểm cao nhất đấy nó sẽ đi vòng lên đây và cái điều kiện cần đủ là trong khoảng từ ba đến vô cùng thì nó phải là khoảng con ở khoảng kinh nghiệm cao nhất đến vô cùng, cùng đấy là cái cái cách xử lý của chúng ta tức là ký cứ lúc nào mà cái phần đồ thị nó chạm vào trục hoành như này đó, à, nó chạm vào trục hoành như này Thì các em cứ xử lý được là là cái phần này này khi mà các em lấy hàm trị tối thì chắc chắn nó sẽ đồng biến khoảng từ x3 đến vô cùng và cái phần này chắc chắn nó là ý số đây nên chắc chắn điểm này điểm cực trị nên các em để ý kinh nghiệm to nhất của nó nó nhỏ bằng 3 được chưa nào các bạn hiểu bài không các em có hiểu cách bao tại sao thầy rất là muốn là các em hiểu được cách số 3 tại vì nếu như mà chúng ta hiểu cách số 3 thì các em thầy có thể thấy là thầy cho các bạn một bài toán phụ nhá thầy chế luôn bài toán phụ này bài toán phụ nhá. Đó. Thì yêu cầu các em tìm m để sao cho uh, cái hàm số f(x) để sao cho cái này y bằng trị tuyệt đối của x cộng một x trừ đi x trừ hai nhân với đây là x mũ bốn trừ đi ba x cộng với m nó. Được rồi gọi cho x bình trừ 4 đi, cho nó máu. x bình trừ 4 cho hẳn máu đi, Được chưa? Nó đồng biến. Trên khoảng từ 3 trên khoảng từ 3 đến vô cùng. Rồi. Các bạn cứ thử đi làm theo cách truyền thống với cách số 3 thì các em sẽ hiểu được cái giá trị mà chúng ta học được qua những cái cách nào. À, x mũ 4 trừ đi 4x đi cho nó cho nó tiện cho tính đạo hàm cho nó dễ tính đấy các bạn thử thử quan sát một bài toán phụ mà thầy vừa chế xong mà xem đó đó <laughs> các em thử các em thử tự làm <laughs> và sau khi tự làm các em nhận ra là <laughs> ở đây chị rồi đúng không thì mình chỉ cần xem cái hàm bên trong chị rối nghiệm to nhất của chúng ta này và nghiệm to nhất của chúng ta thì cái này đều có nghiệm nhỏ ba rồi nghiệm to nhất của chúng ta bé bằng ba là được thì các em quan tâm mỗi cái phương trình này bằng không thì các em tìm mờ để sao cho phương trình bằng không có tất cả nghiệm đều bé bằng ba thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều thì các em chỉ cần khảo sát cái hàm số lít bốn trừ bốn x thôi và các em làm sao cho kéo tất cả nghiệm của nó nếu có thì bé bằng ba nó không có nghiệm vẫn được nhá kể là nó không nghiệm ok không sao nhưng nếu mà nó có nghiệm thì cái nghiệm to nhất nó phải bé bằng ba và các em cứ như vậy là các em làm được thì các em khảo sát này ra <cười> 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 nhưng mà cái này vẫn còn một cái vấn đề từ từ đã vấn đề là biết đâu nó như này thì sao nhỉ từ từ đã cách này đang hiện tại thì đang, 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 đang nghĩ thêm một tí nữa trong khoảng từ 3 đến giờ vô cùng thì cái này đồng biến rồi trong khoảng từ 3 đến giờ vô cùng thì biết đâu nó lại trên đây nó như này thì sao nhỉ cách này thì không thể xảy ra được nhưng cách này thì nhớ đâu xảy ra điều đấy sau đây các bạn nhá bài toán phụ này chưa là đúng đâu để thầy phải nghiên cứu thêm tại vì biết đâu biết đâu nhá biết đâu trong khoảng từ 3 đến giờ vô cùng này đó, cái hàm số của chúng ta nó nó không không như này nó lại đi như này thì sao? Ok, thôi tốt nhất là các em dừng cái này lại nhá. Dừng cái này lại. À, dừng cái bài toán phụ này lại, cứ tập trung vào này đã nhá. Tại vì cái này thầy chưa có thời gian để thầy kiểm nghiệm lại. Ok, câu số 35. Dù ra đó chỉ là phút ngẫu hứng để thầy 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 thầy, 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 thầy chế một bài toán mới thôi. Nhưng mà vẫn cần thêm thời gian để kiểm kiểm nghiệm lại. <laughs> Nghe này. Câu 35, cho hình chóp SABCD của đáy ABCD là hình bình hành tâm O thì tính tỷ số thể tích của SABCD lên thể tích của SOAB thì đương nhiên rồi tỷ lệ thể tích của chúng ta rất là diện tích của ABCD trên diện tích của tam giác OAB thì cái tỷ số này bằng bằng 4. Nó quá dễ thôi vì nó chung chiều cao mà. Nhá, đúng không? Bằng 4. Được chưa? Rồi thì đấy là câu 35, bây giờ mình sang câu 36. Rồi, câu 36. Nào, 36 lớp mình ơi, comment thầy đáp án nào. 36 này các em có thấy quen không? Thầy hỏi đây bạn nào mà thấy có 36 quen comment thầy sao? Có 36 này không biết là thầy đã dạy các bạn rồi Mà thầy không nhớ là dạy ở đâu Nhưng mà chắc chắn là thầy đã dạy các bạn rồi 2K6 ấy, còn 2K5 thì đương nhiên mà này học nhiều rồi Nhưng 2K6 thầy đã dạy rồi nhưng thầy không nhớ dạy ở đề nào cơ Hoặc là thầy dạy ở buổi nào Nhưng mà chắc chắn là thầy dạy rồi Các bạn nào quen thì các bạn comment lại cho thầy xem là Thầy đã dạy ở buổi nào cho thầy nhớ cái Chứ thầy, còn câu này thì cái dạng này thì thầy dạy rồi quen lắm thầy hạ à, đúng rồi đoàn huy hiếu đúng không rất quen đúng không thầy dạy rồi nhưng thầy không nhớ dạy ở đâu cơ tại vì thầy nói rằng bạn thầy dạy nhiều quá các bạn xem có lịch dạy của thầy nó dày đặc để thầy không nhớ dạy đâu nhưng chắc chắn là thầy dạy rồi rồi câu này cũng nhẹ nhàng thôi có nhiều cách để có thể giải quyết bài toán này nhá thầy cũng có thể chữa cho các em theo một số cách nhưng mà thầy nghĩ là thôi tốt nhất là chỉ chỗ một cách thôi còn tất nhiên bài này thì các em có thể làm theo tương đối nhiều cách các em có thể xử lý luôn để này luôn mà không cần phải gì xong các em dùng hệ số góc để các em làm đó hoặc là các em Cô lập m Nói chung là có nhiều cách lắm Rồi thầy nói cách một Là cô lập m Rồi cô lập m là như nào nhá Rồi thì rõ ràng là với x thuộc cái đoạn 13 ở Phương trình ta có này Nào fx Thì bằng m là x cộng 1 Trừ 1 Có nghiệm Thuộc cái khoảng từ 1 cho đến 3 Thì trong khoảng 1, 3 thì x cộng 1 bằng dấu dương Thì cái này tương đương với fx cộng 1 Chia cho x cộng 1 bằng m Đúng không? Đó, có nghiệm x thuộc khoảng từ 1 đến 3 Rồi các bạn để ý nhá Khi mà x thuộc khoảng 1 đến 3 ấy Để ý này Khi x thuộc khoảng từ 1 đến 3 X thuộc khoảng từ 1 đến 3 như thế này 1 đến 3 Thì cái giá trị của fx nó sẽ chạy từ khoảng từ 2 cho đến cho đến 0 nó đi xuống đúng không hay đấy không nên cái tử thức là fx cộng một nó cũng sẽ đi xuống là chạy từ 3 cho đến một nó giảm dần nghịch biến giảm dần từ 3 đến một như vậy thì khi mà x tăng đấy này khi mà x tăng nhá đấy nhá khi mà x tăng ấy thì mình sẽ có những điều gì xảy ra fx cộng một nó giảm và nó nhận giá trị dương nhưng thằng x cộng một thì nó lại tăng và nó tự nhiên vẫn là gì x tăng mình nó xét tăng trong khoảng từ 1 đến 3 nhá. Thì fx cộng 1 nó giảm, nhận giá trị dương cho khoảng từ 1 đến 3, giảm từ 3 về 1. Còn x cộng 1 thì nó lại tăng, tăng tăng từ từ 2 lên 4, đúng không? Nó một thằng thì giảm, một thằng thì tăng. Nên rõ ràng là đây là một hàm số, cái hàm số bên trái nó là một hàm số gì? Cái cái tỉ số fx cộng 1 trên x cộng 1 thì nó sẽ như nào? Nó sẽ gì? Tử giảm, mẫu tăng mà tất cả mọi thứ đều dương thì nó giảm trong khoảng từ 1 đến 3 và nó giảm từ 3 phần 2 để ý này giảm từ thức là 3 phần 2 này giảm từ 3 phần 2 giảm xuống còn 1 phần 1 phần 4 đúng không cả lớp nhá đó và trong khoảng 13 này các em không lấy hai đầu mút nên đương nhiên các em không lấy hai đầu mút này nó rất đơn giản thế thôi nhá Vậy thì để mà có nghiệm thì điều kiện là mờ của nó nằm trong khoảng này thế thôi đấy đấy là cái cách mà mình có thể xử lý Ok nhá, đấy là cách 1 là cô lập M. Cách số 2 là các em dùng hệ số góc. Hệ số góc thì các em thậm chí các em không cần cô lập, cô lập cũng được, nhưng mà nếu mà các em dùng hệ số góc thì các em thậm chí không cần không cần phải cô lập luôn. Thì cách hệ số góc là như thế nào? Thì đây thầy sẽ nói thêm về cách hệ số góc cho các bạn quan sát này. Hệ số góc là như thế nào? Các em xét đường thẳng D. Xét đường thẳng D, đường thẳng D của chúng ta có phương trình là gì? Nào, y bằng m lần x cộng 1 trừ 1. Thì đường thẳng này đi qua một điểm cố định. Với mọi giá trị của m, đường thẳng này luôn đi qua điểm A có tốc độ âm 1, âm 1 cố định. Đây. Đúng nhỉ? X bằng âm 1, y bằng âm 1 đúng không? Âm 1, âm 1 đôi. Điểm A đây. Được chưa? Nó là âm 1, hoành độ là âm 1, tung độ là âm 1 cố định. Được chưa? Rồi. Thế thì bây giờ cái đường thẳng D để mà phương trình Fx bằng m, Fx bằng cái này này có nghiệm trong khoảng 1-3 thì cái đường thẳng D của chúng ta đi qua điểm A này nó phải cắt cái đồ thị hàm số FX. Đồ thị hàm số FX trong khoảng một ba các em quan tâm nguyên cái mảnh này thôi. Tức là các em chỉ để ý nguyên 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 cái mảnh này thôi. Tất cả mọi con mắt của các em các em chỉ để ý nguyên cái mảnh này thôi. Từ đây đến đây là thôi. Còn những cái phần ngoài các em không quan tâm. Tại vì các em quan tâm đến nghiệm là nghiệm trong đoạn từ 1 đến 3. Thì các em chỉ để ý nguyên cái mảnh này thôi mảnh bé xíu 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 đấy thôi trong cả cái tổng thể tức là những cái phần bên ngoài các em không quan tâm đồ thị người ta cho vào chỉ là để cho nó vẽ cho nó thêm thêm phần hưng phấn thôi đó không phải thêm phần hưng phấn mà thêm cái phần sẽ nói là thêm phần hưng phấn nhỉ thầy đang nghĩ cái gì không biết ok thêm phần gì à gọi là thêm phần thêm phần thú vị đi nhá ok rồi thế thì thế thì như nào thì các em thấy là như này đường thẳng d nó phải cái phạm vi đường thẳng d nó phải chỉ có thể giới hạn từ đây, đây. như này thôi nó thì thầy gọi đây là d một này Tôi gọi là D2 này Được chưa Ok nhá Đó Như vậy thì đường D nó chỉ bị nằm trong D1 đến D2 thôi Đó Thì cái D1 của chúng ta ấy Nó có hệ số góc K của D1 Nó sẽ là cái điểm điểm này này Tung độ điểm này Trừ tung độ của A Đây điểm B nhá Đây điểm C nhá Thầy gọi đây là C này Nó là IB trừ IA Trên XB trừ XA Nào IB trừ IA nó là 2 trừ IA1 Nó là 3 Uh, đây là 2 nhá. Yeah. Còn K của D2 nó sẽ là gì? Nó sẽ là <laughs> IC trừ IA trên XC trừ XA. Được chưa? Thì IC trừ đi thì nó bằng mấy? 0 trừ đi 1 nó là 1. XC trừ XA nó bằng mấy nhỉ? 3/4, 1/4. Như vậy đường thẳng D nó sẽ có Cái nó nằm trong khoảng và nó không không chạm vào D1 và D2 nhá. Nó chạy trong đây nhưng nó không chạm vào Tại vì sao nó không chạm vào? Tại vì là không lấy được hai cái giá trị 1 2 nó rất là khoảng 1 2 thôi. Để bạn muốn là có nghiệm thuộc khoảng 1 2 thôi. Vậy điều kiện nó chỉ là điều kiện này KD nó sẽ nằm giữa hai cái khoảng này. Tức là KD2 nhỏ hơn KD nhỏ hơn KD1. Đúng không? Mà KD2 của chúng ta chính là cái hệ số đường D2 nó sẽ là 1/4. Hệ số hốc đường D là m. Hệ số hốc đường D1 nó bằng 3/2. Các em làm cái này cũng được. Cho hàm số f(x) là một nguyên hàm của hàm số này với x dương. Biết f 1 tính f4. Xét này. f4 này mà trừ đi f1 thì các em biết là tích phân từ 1 đến 4 của f(x) x. Được chưa? Thì các em sẽ có ngay điều gì? f4 cần tính này. f1 thì bằng mấy? Bằng 4. Bằng tích phân từ 1 đến 4 của ma x bình phương cộng 1 trên căn x dx. Tất nhiên tới đây các em có thể làm tự luận được nhưng mà làm tự luận thì nó lâu và mất thời gian thì thay vì thế chúng ta hãy tiết kiệm thời gian bằng cách là chúng ta dùng Casio nhá ở đây các em mang một cái máy tính ra cái vấn tích phân là 3x bình phương cộng với 1 chia cho căn x đúng không cận là từ đầu đến đâu từ 1 đến 4 rồi nó bằng 65 thì các em sẽ điền cái giá trị này bằng 65 thì ta có được F4 của chúng ta vào 65 cộng 4 là 69 chúng ta chọn phương án C cho nó bỏ qua câu này nhé Ừ, bỏ qua câu này câu 38 <laughs> câu 38 này câu 38 <laughs> cho số thực a khác không thì số nghiệm của phương trình này là gì thì với cái cách hỏi này ý, thì chúng ta sẽ bình luận một chút. Nào bình luận một tí. Ở đây các em có hai cái giá trị là a và x. Trong đó x đương nhiên là biến rồi. x là biến. Thì người ta hỏi số nghiệm phương trình này. Và người ta cho bốn phương án lựa chọn không liên quan gì đến a cả. 1 2 3 hoặc là 4. Nó là bốn số tường minh, đúng không? Nên nếu như mà chúng ta học theo cái lối gọi là học mẹo nhiều ấy thì các bạn sẽ hiểu là à chúng ta hoàn toàn có thể ném a là một giá trị nào đó trong kem nào thầy lấy ví dụ nhé kem cho a bằng một phần hai đó kem ép cho a thử cho a bằng một phần hai nhá đó xong kem thử ta có thể chọn một giá trị nào đó của a rồi nào ví dụ lấy a bằng a bằng một phần hai chẳng ị có phương trình đó là gì? À. Phương trình là gì đây? 1/2 5/4, 5/4 mũ x này. Đó, các em nhớ là đây thầy đang bình luận một tí nhá. Hôm nay chắc là kết thúc muộn đấy. Đây là 1 x bình phương. Rồi, cộng trừ đi 3/4 mũ x bằng 1 đúng không? Đó. Thì các em đếm số hiệu phương trình này tương đương với 5 mũ x trừ 3 mũ x chia cho 4 mũ x bằng 1. Tương đương với điều gì? 5 mũ x trừ 3 mũ x bằng 4 mũ x tương đương với 3/5 mũ x cộng với 4/5 mũ x bằng 1. Vậy phương trình này có nghiệm duy nhất x bằng 2. Nhưng đây là các em lấy A bằng 1 phần 2 thôi Thì các em thấy nó có một nghiệm Thì các em vội vàng khoanh vào phương án A Ok Thế không phải đối với việc đấy nhá Tại vì đây là chúng ta đang bình luận thôi Thế nhưng mà các em có thắc mắc một điều là Đề bài cho A nó số thực khác không? Thì bây giờ nếu mà giả sử thầy lấy A bằng 1 thì sao? Ví dụ 2 này, ví dụ 1 này, ví dụ 2 này Thầy lấy thử A bằng 1 nhá Tại vì đề bài chỉ cho A là số thực khác không mà Thầy lấy A bằng 1 xem sao nhá A bằng 1 thì phương trình tương đương điều gì? 1 cộng 1 là 2 chia 2 Thì là 1 mỗi x Trừ đi không mũ x Bằng 1 Wow Cái phương trình này có vô số nghiệm nhá X bằng 5 thỏa mãn, x bằng 6 thỏa mãn Phương trình này gọi. Phương trình này có vô số nghiệm đúng không Đó. Chỉ cần là một mũ x bằng 1 Và x khác không là được à, x dương Ví dụ Ví dụ này x là một số bất kỳ thuộc tập một số tự nhiên khác không thì đều thỏa mãn, đều thỏa mãn. Và tập này có vô số nghiệm, vô số giá trị. Nên ở đây mình cũng có thể thấy là kể cả nếu để bài cho như này, thì số nghiệm phương trình này hoàn toàn có thể là vô số nghiệm. Vậy từ hai điều này mình kết luận điều kiện hàm mũ nữa đây các em ơi. Các em lưu ý là một mũ x nó vẫn hoàn toàn có thể để xác định nhá. Một mũ một tỷ vẫn xác định mà. Điều kiện hàm mũ của chúng ta là gì? A mũ x nhưng khi mà đề bài cho sẵn người ta chỉ có điều kiện của x thôi. Còn a của chúng ta ấy thì khi mà hàm số này là hàm số mũ thì chúng ta mới nói là a lớn không a khác một. Nhưng đây đề bài có nói đây là hàm số mũ đâu một mũ năm vẫn có nghĩa mà Thậm chí nhá Là âm một mũ Mũ 3 vẫn có nghĩa mà Nên nếu mà kem tự động kem cho cái điều kiện cái này lớn không Và cái này khác một Thì đây là kem đang ngộ nhận đây là hàm số mũ Chắc gì đây là hàm số mũ Đúng không cả lớp nhá Nên ở đây chúng ta kết luận điều gì Sau khi lấy hai ví dụ này kem kết luận điều gì Nào sau khi lấy hai ví dụ này chúng ta kết luận điều gì nhỉ Là đề lỗi Theo thầy nghĩ là đề lỗi Và thầy đề xuất sửa đề là như này này Thầy biết là sẽ có nhiều bạn biện luận với thầy là Thưa thầy, khi mà viết này thì tức là cái này phải lớn không mà khác một Thực ra như thế là các em cũng 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 không 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 được chặt chẽ tại vì là cái này hoàn toàn chắc gì nó đã lớn không mà khác một, cái này bằng một thì có vấn đề gì đâu. X bằng 5 chẳng 1 mũ 5 thì vẫn có nghĩa mà, 1 mũ 5 thì bằng 1 mà. Hàm số lũy thừa mà. Còn khi mà các em nói về hàm số mũ y bằng a mũ x thì khi mà các em nói rõ hàm hàm về hàm số số mũ mũ mũ, mũ thì mình mới nói là a lớn không a khác một còn đây người ta không nói gì đâu người ta chỉ yêu cầu là cho a là một sự khác không bất kỳ thì người ta yêu cầu các em tìm số nghiệm phương trình này được chưa nó được chưa nên ở đây là mình có thể bình luận như thế và thầy đề xuất sửa nhé thầy đề xuất sửa đề như này thầy muốn là sao cho nó biến thành là số mũ thực sự thì thầy phải là cho a là một số thực thuộc khoảng không một cho số thực A. Như này thì nó mới là hàm số mũ này. A thuộc khoảng 0, 1 thì lúc đấy cái giá trị biểu thức, cái cơ số nó mới lớn hơn 0 và khác 1. Thì đề xuất sửa đề như này. Được chưa? Đấy, thầy sẽ đề xuất sửa đề như này. Cho A là một số thuộc khoảng 0,1. Tại vì khi A là một số thuộc khoảng 0,1 thì cái này dương, cái này dương lúc ấy thì mình mới xử lý được bài toán nó nhanh nhanh gọn được nhá đó thì lúc này đề bài như này mới là chuẩn này đề bài như này thì mới là chuẩn thì bài này mới có nghĩa còn nếu mà cái giả sử các em để cái giả thiết là cho chỉ cần a mà một số được không ấy thì nó quá là hời hợt nó quá là kiểu đây là như thầy nói này tại vì cái giá trị cơ số này hoàn toàn này là... kể cả cái cơ số này có bằng âm mấy âm 2 chẳng hạn. nó vẫn hoàn toàn có thể chấp nhận được cái... thậm chí a và âm một em cho luôn a và âm một nhá a và một em bằng không mũ x này thì phương trình tôi đưa mới điều gì nào một mũ x trừ đi không mũ x a và âm một ok à xin lỗi bạn âm một mũ x chứ trừ đi không mũ x thì bằng một phương trình này vẫn có nghiệm bình thường phương trình này vẫn có nghiệm bình thường x là một số chẵn x bằng hai thỏa mãn x bằng bốn thỏa mãn x bằng sáu thỏa mãn x bằng tám thỏa mãn x bằng một trăm thỏa mãn thì vẫn có nghiệm bình thường mà vẫn vô số nghiệm mà kể cả a có bằng âm một đi chăng nữa nhá nên đề bài này rất hời hợt rất rất hời hợt ở cái chỗ là giả thiết giả thiết a khác không và giả thiết rất hời hợt nó thiếu cái trách nhiệm với cái bài toán này Chúng ta nên cho giả thiết cụ thể hơn và nó chặt chẽ hơn, đó là cho số thứ A thuộc khoảng 01. Lúc ấy thì các em chỉ cần chọn một giá trị của A thỏa mãn. Còn nếu không thì các em có thể làm như sau. A nó dự thuộc khoảng 01 thì các cái giá trị này đều là các giá trị thuộc khoảng 01 rồi nhá. Rồi, giải này. Cái phương trình tương đương điều gì? A bình phương cộng 1 trên 2A tất cả mỗi x nó sẽ bằng là 1 trừ đi A bình phương trên 2A tất cả mỗi x cộng 1 Chúng ta chia cả hai vế cho cái này đi Chia cả hai vế cho cái này Thì cái này tương đương điều gì Nào A bình phương cộng 1 trên 2 À xin các bạn Đây nó là gì đây à, 1 trừ đi A bình phương trên 2A Tất cả mỗi x cộng 1 nhá Chia cho A bình phương cộng 1 trên 2A Tất cả mỗi x nó bằng bằng 1 Đúng không Tương đương điều này Ok nhá Rồi cái này tương đương điều gì nhỉ nào cái này sẽ ra Thì là 1 trừ A bình phương Trên 1 cộng A bình phương Tất cả mỗi x Cộng với 1 chia này là 2A Trên 1 cộng A bình phương Tất cả mỗi x Thì nó bằng mấy? Bằng 1 Thì các bạn nhận xét như này Nhận xét này Với mọi A thuộc khoảng 0, 1 ấy, Thì các cái giá trị 1 trừ A bình phương Trên 1 cộng A bình phương Nó thuộc khoảng 0, 1 và 2A trên 1 cộng A bình phương nó cũng thuộc khoảng 0,1 một rất chặt chẽ đúng không nên cái vế trái thì cái hàm số hàm số vế trái này cái hàm số vế trái này nên hàm số này hàm số này chúng ta gọi là hàm số fx bằng này nó sẽ là một hàm số nghịch biến nhá nó nó nghịch biến nghịch biến trên rồi và nếu các em để ý thì f 2 nó một trừ a bình phương tất cả mũ hai cộng với 2A tất cả mũ 2 trên 1 cộng A bình phương tất cả mũ 2 thì nó bằng 1. Nên phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Đây là các em làm theo tự luận nhé. X bằng 2. Như vậy, đề bài nên cho thêm cái giả thiết. Đó là gì đây? Đó là một nghiệm thôi. Nhưng đề bài nên cho thêm giả thiết là A thuộc 0 1 thay vì cái giả thiết là A khác không. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD này hình vuông cạnh mà A của SA vuông mặt đáy. Nào, SA vuông góc mặt đáy nhá. Đó. Kiểm quan sát này, chúng ta có một hình chóp. Đáy ABCD hình vuông cạnh A với SA vuông mặt đáy. Đây, nét đứt đúng không? Ok. Ok. Rồi đây nhá, hình chóp này, S này, A vuông góc mặt đáy này. B này, C này, D này, được chưa? kem à, các em có được SA bằng 2A, mình chuẩn hóa A 1 đi nhá cho nó dễ tính thì SA bằng hai tiếp tục này wow kém đọc giả thiết này rất nhiều bạn à, thôi nhìn cái giả thiết đã thấy chán rồi quay đi sau lại còn yêu cầu bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp nữa thì rõ ràng là rất nhiều bạn tư duy là, là nhìn giả thiết này thấy chán đúng không thì các em bình tĩnh hãy chán nào VTSA cộng với DC thì các em thấy là bằng VTSA cộng với AB và VTSA cộng với AB nó chính VTSB tuyệt vời vậy ta sẽ có được điều như sau nhá VTSK nó bằng 4 phần 5 lần vector SA cộng vector DC đi 9AB bằng 4 phần 5 nhân với vector sb Vậy vector SK và F vector SB là vector cùng phương, K nằm trên TSB là rõ ràng rồi. Và độ dài SK bằng 4 phần 5 độ dài SB nên ta sẽ có ngay à hóa ra điểm K nó sẽ nằm ở đây, tầm đây. Tức là cái này chia làm 5 phần thì cái này chiếm 4 phần nhá. Thì K nó sẽ nằm ở đây. K nằm đây. Đó, được chưa? K nằm đây nó chia 5 phần thì cái này chia 4 phần nhá. Rồi đọc tiếp đề bài này, gọi MN là lượt là trung điểm của CD và BC. M là trung điểm của, của BC à đâu, N là trung điểm của BC và N là trung điểm của CD. Gọi P là giao điểm của AM và DN. Gọi P là giao điểm đây. thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp là KABNP là gì KABNP là gì OK để bài yêu cầu các em đi tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp là KABNP nào theo các em bài này làm nào theo các em để bài này làm nào 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 sẽ để tính được thể tích nào thì cái ấn tượng đầu tiên ấy mà khi mà thầy nhìn vào bài toán này nhá đấy là thầy biết một điều là như này này là góc này vuông Tự nhiên con này vuông rồi, con này vuông Tại sao con này vuông? Cái dạng này dạng rất rất là quen thuộc rồi Tức là thầy biết được là cái dạng bài toán Cái này thầy đã gặp rất rất nhiều rồi Đây là lý do mà tại sao các em cần phải luyện tập nhiều Các em có một hình vuông ABCD A, B, C, D Các em có trung điểm này, các bạn nhìn này Các bạn có trung điểm này, nối trung điểm này Xong nối trung điểm này, thì hai cái này sẽ vuông góc với nhau Đây là AM Đây là N, sẽ vuông góc với nhau Và vuông với nhau tại P Chứng minh nó rất dễ nhá, kem có thể tự chứng minh được không? Nào thầy hỏi là các em có tự chứng minh được điều này không? Tự chứng minh nhá. Tự chứng minh được không? Tự chứng minh được không? Tự chứng minh được không? Thầy hỏi là các tự chứng minh được điều này không? Tự chứng minh nhá. Tự chứng minh tại sao nó vuông nhá. Nhá. Tao rất bằng nhau thôi. Đó. Tao này này. À, nó bằng tao này này. À, nó bằng nhau. Thì cái góc này này nó sẽ bằng bằng góc này. này có mà độ, góc này cũng đều chỉ biết độ thôi, góc này chỉ biết độ thế thôi nhá, tự chứng minh nhá. Rồi, thế thì cái ấn tượng tiếp theo, ấn tượng thứ hai chúng nó nhìn thấy là a. À, vậy thì các em thấy là B nhìn AN dưới một góc vuông, P nhìn AN dưới một góc vuông. Đúng không? Như vậy nếu như mà mình nhìn ra được là nếu cái điểm K cũng nhìn AN dưới một góc vuông thì mọi thứ chấm dứt thì cái bán kính mặt cầu ngoại tiếp chính là cái gì? Nếu mà K cũng nhìn AN dưới một góc vuông tức là nếu mà giả sử con này cũng vuông nốt thì ba điểm P B, K đều nhìn AN ở dưới một góc vuông. Và khi đó thì ba điểm này đều nằm trên cái mặt cầu ngoại tiếp của mặt cầu đường kính AN. Và sau đó thì bán kính của chúng ta chỉ cần lấy AN chia 2 là xong. Đúng không? Vậy các em có một cái feeling cái cảm nhận về hình học của các em ấy là khả năng cao là hai possibility là góc này vuông. Được chưa? Đó, rất rất có khả năng cao, đúng không? Vậy thì muốn góc này vuông thì khả năng cao là AN AK này, này nó sẽ vuông góc với cả KL rồi, đó. Mà các em thấy nào thằng BC này này, nhìn không? BC này này, nó vuông góc với AB này. Nó vuông góc với cả SA nữa này. Nên BC nó vuông góc mặt phẳng SA, NAB Các em nhìn này BC nó vuông góc mặt phẳng SAB, nên BC vuông với AK. Vậy nếu như góc này vuông thì AK nó vừa vuông góc cả BC, Vừa vuông với KL. Nên AK nó phải vuông góc với cái này. Vậy nếu mà các em thấy là à khả năng cao là AK sẽ vuông góc với SB. Và các em dựa vào cái giả thiết mà các em chưa dùng là SK chiếm 4 phần thì SB chiếm 5 phần, với chiếm 1 phần Để các em chỉ ra được là AK vuông góc với cả SB là bài toán được giải quyết Đây là cái tư duy ngược của chúng ta khi mà các em học hình nhá. Bây giờ các em đặt ra câu hỏi Liệu AK có vuông góc với SB hay không? Được chưa? Đó, nếu mà AK vuông góc SB ta -da, xong luôn Bài toán được giải quyết Đúng ở lớp nhá. Nó mình hiểu bài không? Nó mình hiểu bài không? Rồi bây giờ xem AK có vuông góc SB hay không nhá. Thì mình có thể kẻ Bây giờ nhá, thầy làm như này đi. Kẻ AH vuông góc với SB. H thuộc SB. Rồi, à, AH vuông SB là H H sẽ trùng với K này, chứ nó chứng minh H là trùng với K là được nhá. Ta có là SH trên SB, SH nhân với SB. Mà bằng SA bình phương hệ thức lượng cho nó vuông. Ta ra SAB vuông tại A mà. Thì SH nhân SB thì bằng SA bình phương. Nhá. Ta suy ra SH SB thì bằng căn 5, đây là 1 mà. Nhớ là AB bằng 1 nhá. AB để bài cho bằng 1 à, Nhân với căn 5 Thì bằng 4 Vậy SH thì bằng 4 trên căn 5 Mà các em còn có được điều gì nữa SK Thì cũng bằng 4 phần 5 của SB Thì bằng 4 căn 5 trên 5 Wow Vậy ta suy AH trùng với K SH bằng SK Và với việc khác trùng với K thì mình sẽ có AK nó vuông góc với SB. Và với việc AK vuông SB mà AK vuông BC nữa mà BC vuông góc với mặt phẳng SAB. Thì sẽ AK vuông góc BC. Và với việc hai cái này vuông góc thì các em có AK vuông góc với mặt phẳng SAB. BC vuông phẳng SAB đúng không? À, SBC và với việc AK bóng góc với ABC sẽ AK góc với KN Vậy tất cả mọi thứ đều nhìn KN dưới một góc vuông. Các bạn nhìn không? AK vuông KN vậy tất cả mọi thứ đều nhìn AN dưới một góc vuông nhá. Vậy các bạn sẽ có ngay được cái cách làm bài toán nhá. Vậy này. Điểm B, điểm P, điểm K đều nhìn AN dưới một góc vuông. Các bạn nhìn thấy không? Nhá. Đó, thế nên cái bán kính R của chúng ta sẽ bằng AN trên 2. AN trên 2 thì bằng căn mà 2 cộng 1 cộng 1, 1 phần 4. Đúng không? Pitago. <laughs> bằng căn 5 trên 4. Tất nhiên em nhìn thấy mà. À, người ta yêu cầu các em tính thể tích à? Mệt quá nhỉ? V của chúng ta sẽ bằng 4 phần 3. Pi nhân R mũ 3. Đó thế thôi nhá Đó, Các bạn hiểu bài không 4 phần 3 nhân căn 50 trên 4 mũ 3 Tính ra sẽ bằng bao nhiêu 4 phần 3 này Nhân với 5 Trên 4 mũ 3 Rồi, 5 phần 48 5 căn 5 trên 48 5 cân 5 pi trên 48 pi là 4 3 chọn B 40 thì dễ, 40 thì quá dễ rồi. Khẳng định nào sau đây là đúng đúng không? Khẳng định nào sau đây là đúng. Nguyên hàm của x bình phương dx thì bằng x mũ 3 chia cho 3 cộng với c nhá. Các em chọn B luôn. 40 dễ quá nhỉ. Câu số 41 cho hình hộp đứng ABCD A B C D Hình hộp đứng là một hình năng trụ đứng có đáy này bình hành. Nó là năng trụ đứng nhá em nhé. Rồi, đáy này hình vuông. là thế thì đây là hình hộp chữ nhật luôn rồi. Hình hộp đứng còn đáy là hình vuông Cái là hình hộp chữ nhật Đáy là hình vuông Cạnh bên A thì bằng 3A Thì mình ký hiệu cái này bằng 3 vào A phẩy= bằng 3 Rồi đường chéo A phẩy C A phẩy C bằng 5A Mình ký hiệu này bằng 5 vào Ok đường chéo A phải C bằng 5 Tính thể tích V Thì đáy là hình vuông Mình gọi cái này là X đi X đi Được chưa Rồi các em có được AC bằng mấy Thầy hỏi đây Cái này là 5 Cái này là 3 Thì AC bằng mấy AC bằng 4 <laughs> Đáy ABCD là hình vuông <laughs> nên cái này là 4 chia căn 2 thôi. ABCD hình vuông thì cái này nó sẽ là gì? Nó sẽ là 2 căn 2 đúng không? 4 chia căn 2 là 2 căn 2. Vậy V của chúng ta sẽ bằng gì? Bằng 2 căn 2 bình phương này nhân với chiều cao là nhân với 3. Như vậy đó 8 x 3 là 24. Tất nhiên là em phải nhân thêm A mũ 3. Đấy, từ A mũ 3 chọn C. Thế thôi. Nào câu 42 nữa mình ơi. Nghe nhá. Tổng tất cả các giá trị của tham số M để đô thị hàm số này cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cấp số nhân là gì? Được chưa? Thì đây là một cái cái phương trình hoành độ giao điểm đi, mình cứ nói về phương trình hoành độ giao điểm đi. Phương trình hoành độ giao điểm của chúng ta là gì? x mũ 3 này trừ đi 7x bình phương này gì nữa nhỉ? À, cộng với 2 lần m bình phương cộng 6m nhân với x này trừ 8 này bằng 0. Các em cần tìm M Sao phương phương trình 1 này Gọi là phương trình 1 nhá Rồi cần tìm M để sao cho 1 Có bao nhiêu Có 3 nghiệm phân biệt X1 X2 X3 Hoành độ lập thành một cấp số nhân Cấp số nhân thì các em cần có điều kiện là X1 nhân X3 thì bằng X2 bình phương Đó, nó lập thành cấp số nhân như vậy đúng không? Ok nhá, ba nghiệm phân biệt như vậy. Thầy khuyên này, các em nên biết được phải định lý viết bậc 3 cho bài toán này. Thì thầy nhắc lại một chút, cái phương trình ax mũ 3 cộng bx bình phương cộng cx cộng d cho nó a khác không? Bằng không nhá. A khác không. Có ba nghiệm là x1, x2, x3 Thì mình sẽ có được cái viết bậc 3 như này Nó gọi là bổ đề đi đó là nhiều bạn không biết thì thầy nói luôn này Tổng 3 nghiệm Bằng âm B phần A X1 nhân x2 cộng với x2 nhân x3 Cộng với x3 nhân x1 Thì bằng C phần A Và x1 nhân x2 nhân x3 Thì bằng âm D phần A Thì đây chính là định ý viết bằng 3 Được chưa? Nhá. Thì áp dụng trong bài toán này thì em có tích đây rồi Nhá. Ta xét cho thầy cái x2 bình phương à, x2 3 Thì bằng x1 x2 nhân x3 tại vì hai bình phương là x1 x3 mà thì tích ba nghiệm ở âm d phần a âm d phần a tức là bằng âm của âm 8 phần 1 bằng 8 nên ta cần có x2 của chúng ta phải bằng mấy cả lớp x2 phải bằng bằng 2 ý nhau nhỉ x2 bằng a, 2 được chưa rồi x2 bằng 2 vậy điều kiện đầu tiên điều kiện cần là gì mình sẽ nói về điều kiện cần này là x bằng 2 là nghiệm của cái phương trình 1. Nhá, nó phải là nghiệm của 1. Được chưa? Thì các em thấy vào, điều này xảy ra khi ghi là 8 này, trừ đi 7 nhân với 2 bình này, cộng với 4 nhân với m bình phương cộng 6m này, trừ 8 này, thì bằng 0. Ồ, ừ, cái này thì nhậm luôn nhỉ, nhậm luôn, nhậm luôn. M bình phương trừ 6m. Thì các em có m bằng 1 hoặc là m bằng âm 7. Bây giờ game vẫn phải có điều kiện đủ nữa Tại vì tới đây nhá là Thực ra tới đây này Kem vẫn nên có điều kiện đủ Tại vì ở trong đây thì m1, m 7 mới đảm bảo được x bằng 2 là nghiệm thôi Nhưng chưa chắc nó đã có 3 nghiệm Biết đâu nó chỉ có đúng một nghiệm x bằng 2 thì sao Thì ở đây kem nên có điều kiện đủ Khi m 1 hoặc m âm 7 Thì phương trình của chúng ta sẽ tương đương điều gì M1 hoặc m âm 7 thì phương trình của nó tương đương với là x mũ 3 Trừ đi 7x bình phương lúc à, này thì cái giá trị M bằng 1 đi Nó cộng 14x đúng không Phương trình này có 3 nghiệm phân biệt Chỉ cần có 3 nghiệm phân biệt là thỏa mãn thôi Tại vì mình đang sợ cái điều duy nhất mình sợ là Biết đâu x bằng 2, biết đâu khi M1, M7 thì đồng ý X bằng 2 là nghiệm Nhưng chắc gì nó có 3 nghiệm Chưa chắc là nó có ba nghiệm Mình mới chỉ đảm bảo được khi M1, M7 Thì đúng X bằng 2 là nghiệm Thế thôi nhưng đấy mới chỉ điều kiện cần thôi. Đề bài muốn chúng ta giải quyết vấn đề này, nó phải có ba nghiệm phân biệt và ba nghiệm thỏa mãn. Thì ký x mà hai nếu có ba nghiệm phân biệt thì đúng là x mà hai nó sẽ thỏa mãn điều kiện đấy. Nhưng mà chưa chắc nó đã có ba nghiệm phân biệt. Nên kem phải có điều kiện đủ. Đấy là lý do tại sao các em nên có điều kiện đủ. Nhá, tổng các nghiệm của chúng ta sẽ là âm 6. C. Câu 43 ma nữa mình ơi. Câu 43 này. Một hình trụ có bán kính đáy bằng A, chu vi thiết diện qua trục thì bằng bằng 10A. Thể tích của khối trụ đã cho thì bằng bao nhiêu? Được chưa? Chu vi của thiết diện qua trục Các em nghe này Đây là một thiết diện qua trục Đây là một hình trụ này Thì đây là cái trục của hình trụ Thì cái thiết diện qua trục là một hình chữ nhật Để bài cho hình trụ có bán kính đáy bằng A Mình chuẩn hóa A bằng 1 đi Được chưa? Thì bán kính đáy bằng 1 thì cái độ dài nữa Đây là bằng 2 Chu vi của này thì bằng bằng 10 Tức là cái này cộng cái này Cộng cái này cộng cái này bằng 10 Nghĩa là cái này cộng cái này Nghĩa là ta có 2R này Cộng với H nó bằng nửa chu vi Thì bằng 5 Đúng không cả lớp nhá Mà R mấy R thì bằng 2 mất rồi À R bằng 1 rồi Xin lỗi bạn R 1 Nên ta suy ra là chiều cao H của chúng ta sẽ bằng bằng 3 Đó 2, 3 là 5 là nửa chu vi Do đó các em tính là thể tích thôi V của chúng ta sẽ bằng gì Pi nhân R bình phương nhân H Bằng Pi nhân với 1 bình phương Nhân với H bằng 3 Thì nó là 3 3 Tất nhiên em phải nhân thêm 3 mũ 3 nữa nhá 3 Pi A 3 Các em chọn A Đồng ý không đó thì đấy là câu câu 43. Câu 44 các bạn học thầy rồi các bạn có quen không? Thầy hỏi là các em có quen câu 44 không? Câu 44 đề gốc bị lỗi các em ạ. Đề gốc là khoảng là sai đấy. Tức là đề gốc đề của 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 sở là lỗi đúng không? Các bạn có biết điều, điều đấy không? Đề bài cho là khoảng BC đề gốc là sai, nó phải là đoạn BC cơ. Không phải khoảng. Các em có quen câu này không? Thầy hỏi đây, tất cả các bạn đã không rửa đây các em có quen không này không quen không đây là câu khó còn lại trong cái đề này có lẽ là câu khó còn lại câu này là câu mà cũng có thể là một trong những câu khó nhất đề nào các em quan sát này đây là câu 30 trong đề thi học sinh giỏi sở thái bình năm nay luôn đấy để năm nay luôn nhá có sao lại cứ nịch nịch như này ở sao cứ thế nhỉ ok thì đây là câu 30 đề trích này đề thi học sinh giỏi sở thái bình và đây là một bài trong buổi oc 5 luyện đề và kem để ý mà xem câu 30 của đề thi học sinh giỏi sở thái bình ấy họ làm như này AB này là giá trị lớn nhất nhỏ nhất cả tham số m để phương trình này có nghiệm thực duy nhất có nghiệm thực duy nhất. Và nếu như chúng ta đặt nén x bằng t, Đấy nhá. Để xem luôn phần đáp án chi tiết và thầy chữa cho các em quen. Câu 30 này, nếu các em đặt n x bằng t thì thì rõ ràng là các em cần tìm khi x thuộc khoảng từ 0 đến vô cùng, điều kiện thì t thuộc khoảng từ vô cùng đến vô cùng và một nghiệm x để ra một nghiệm t trong một nghiệm x thuộc khoảng này để ra một nghiệm t khoảng này và ngược lại. Nên các em cần tìm m để phương trình này có nghiệm t duy nhất. Và có nghiệm t duy nhất nó chính là cái bài toán này. Nó chính là cái bài toán này. Đó chính là bài toán này. Tìm M để phương trình này chẳng qua người ta hay vai trò x với t thôi. Đó, có nghiệm t duy nhất, đúng không? Thì đây chính là câu 30 luôn. Nhưng chẳng qua là câu 30 của đề thi học sinh giỏi cho ta cố tình cài cắm nên nhưng nên nhìn phát đã biết đặt luôn. Nên bản chất nó cùng một ruột với nhau. Và câu này thầy nói luôn là câu khó. Câu này là câu khó. Và các em xử lý bài toán câu này nó nó không dễ tại vì các em xử lý cái điều kiện nó sẽ vất vả hơn so với bình thường các bài khác. Những bài khác làm bài này có vẻ là dễ đấy nhưng mà bài này thì nó không phải là cái trường hợp đấy. Và thầy sẽ đưa cho các em xem cái lời giải Lời giải của câu 30 đây Đó. Thì hơi buồn một tí là đề gốc Nó là khoảng Thực ra nó phải là đoạn nữa. Đề gốc nó là khoảng khoảng là sai đấy Tại vì lấy hai đầu mút nó vẫn được Nha. Yeah. Đáp án bài này là gì đây Mình sẽ tìm được Ở đây nó là mình sẽ tìm được trong bài toán này thì mình tìm được m bằng 1 hoặc m thuộc cái nửa thuộc cái đoạn từ 1 1 phần 2 3 phần 22 4 phần 11 nha đáp án bán bài toàn này đáp số này M thuộc cái 1 hợp với âm 1 phần 2 âm 3 phần 22 hai, hai. đáp án là 4 phần 11 đáp án Câu 5 cho hình chóp tứ giác đều S A B, C, D. Các em có cạnh đáy thì bằng a căn 2, cạnh đáy bằng a căn 2 mình ký hiệu căn 2 đi. Cạnh bên thì bằng a căn 3, mình ký hiệu đây căn căn 3. Thể tích V của khối chóp bằng bao nhiêu? Nó câu hỏi là thể tích V của khối chóp bằng bao nhiêu? Đó thì các em cần tính chiều cao thôi nhá. Mình giả sử cái này là O đi. Các em biết được là AO của chúng ta bằng gì? AO AO thì bằng căn 2 trên 2. AO bằng 1 so ờ, Mà SA bằng căn 3 Nên ta sẽ SO bằng căn của SA bình trừ đi AO bình Thế thôi Nó là căn bằng 2 của bao nhiêu? 3 Đây là 3 này Trừ đi mấy? Trừ đi 1 này Đúng không? Thì bằng căn 2 Vậy V của nó bằng gì? 1 phần 3 P nhân R bình phương À Thầy nhìn viết nhầm đấy 1 phần 3 của diện tích của ABCD Nhân với chiều cao SO 1 phần 3 nhân diện tích ABCD thì bằng đây là diện tích hình vuông thì nó là 2 thôi Chiều cao SO thì bằng căn 2 Như vậy đáp án là 2 căn 2 phần 3 Tất nhiên vì nó chuẩn hóa A1 thì nó phải nhân thêm A mũ 3 nữa Nên cái đáp án là đáp án A Câu này khá là dễ nhá Cho hàm số Y bằng X cộng 1 trên 2X chữ 1 có đồ thị C Đó à, Chúng ta có được là gì đây AB là hai điểm phân biệt thuộc C Sao cho tiếp tuyến của C tại A và B song song với nhau Độ dài nhỏ nhất của đoạn thẳng AB là gì Các em để ý mà xem đây là một bài toán mà nó thuộc cái loại khá là quen thuộc của ngày xưa đấy nhá chúng ta có được hai cái cái đồ thị này có tiệm cận đứng là x bằng 1 phần 2 đúng không x bằng 1 phần 2 tiệm cận đứng đây x bằng 1 phần 2 đây x bằng 1 phần 2 là tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là y bằng 1 phần 2 tiệm cận ngang là y bằng 1 phần 2 rồi đây là o này đây là x này đây là y này đây là 1 phần 2 1 phần 2 tiệm cận này đứng này tiệm cận ngang rồi, AB là phân biệt của C cho tiếp tuyến của C tại A và B song song với nhau. Thì các em thấy là đồ thị hàm số đi qua điểm có hoành độ là 1 này. Đó. thì đây. Đây là phần đồ thị này. Nghịch nghịch biến đúng không? Nghịch biến này. Đó, tóm lại như này. Mình cứ vẽ ra, mình cứ vẽ bừa ra, không không quan trọng là đẹp lắm đâu. Đó. Rồi. Uh, AB tiếp tuyến tại A và B song song với nhau. Thì hệ số góc của thực ra là kem thấy là như này nhá, đối với cái hàm số này mà tiếp tuyến tại a và b song song với nhau, thì khi đó mình sẽ có được là a và b của chúng ta nó phải đối xứng với nhau qua tâm đối xứng, đối xứng với nhau qua tâm đối xứng, mình sẽ khẳng định được một điều là a và b nó sẽ đối xứng với nhau qua cái tâm đối xứng của đồ thị, tâm đối xứng đây, thì a và b để mà tiếp tuyến tại a và b song song với nhau, thì a và b nó phải đối xứng với nhau qua tâm đối xứng, cái đấy là cái đầu tiên, cái đấy là kem có thể dùng feeling là kem cảm nhận, của nếu kem trình bày tự luận ấy, thì em phải tính đạo hàm được chưa? Xong kem cho hai cái đạo hàm của chúng ta bằng nhau thì kem xử lý nói chung là làm tự luận bài này sẽ rất là vất vả nhá. Nhưng mà chúng ta cũng không nên làm tự luận bài này. Nếu mà đi thi trắc nghiệm thì các em không nên làm tự luận. Kể cả sang năm 2K7 thì kem cũng sẽ phải ra kết quả thôi. Bài này kem cũng không nên kiểu làm tự luận trừ khi kem thi đánh giá năng lực của đánh giá tự, đánh giá năng lực của Bộ Công an. Đó. Rồi, thì đối xứng với nhau thì khi đó AB đối xứng nhau qua tâm Y là tâm đối xứng của đồ thị rồi độ dài đoạn thẳng AB của chúng ta là gì Độ dài đoạn thẳng AB sẽ bằng cái gì đấy Nó sẽ bằng cái gì cả lớp Độ dài đoạn thẳng AB nó sẽ bằng hai là độ dài IA Và các em cần xử lý vấn đề nào sao cho IA là lớn Nhỏ nhất IA nhỏ nhất nhá. Thì các em tiếp tục các em feeling được này các em nhìn nhá các em nhìn này các em nhìn tiếp đấy Thầy mà giải bài này trong phòng thi thì nhanh lắm Nhưng vì là giảng cho các em để mà các em hiểu thì nó sẽ mất thời gian thôi chứ nếu mà mình mà tự giải bài này trong phòng thi hoặc là bạn nào mà đã làm quen rồi tự giải những bài này trong phòng thi là không đâu thậm chí có thể nói là tương đối nhanh đây mình có y là tâm đối xứng được chưa mình sẽ có được y là tâm đối xứng như này y tâm đối xứng như này nó mình sẽ quan tâm nguyên cái nhánh này thôi mình quan tâm nguyên cái nhánh này thôi Ok, các bạn để ý đây A à này Thầy sẽ vẽ cái tia phân giác của góc này nhá Góc này là góc vuông Thầy sẽ vẽ cái tia phân giác của góc này là 45 độ đây Đó Nó cắt đây tại một điểm Điểm là A0 Được chưa? Thì vì đây là tính chất đối xứng này là Phân giác nó chia đôi cái này ra Thì khi mà thầy vẽ tiếp tuyến tại A0 Thầy vẽ cái tiếp tuyến tại A0 này Các em để ý này Khi mà thầy vẽ tiếp tuyến tại A0 thì nó vuông góc Vuông góc và nó có hệ số góc nó sẽ là một hệ số đây là một hệ số đây là một đương nhiên thì rõ ràng là cái góc này vuông nên IA điểm A nó sẽ nằm ở phía bên kia so với điểm I đối với cái thức tuyến đây vuông góc đây mà, đó OK điểm này là điểm H nhé thì rõ ràng các em có được IA lớn bằng IH và IH sẽ lớn bằng IA không? đó vậy thì cái giá trị nhỏ nhất nó sẽ là IA không? giá trị vectơ IA0 hay là chính là IA0? Giá bằng SAKIA trùng với A0 hoặc em có thể feeling, em nhìn là em cũng có thể ra được đồ đấy nhá. Ok, hiểu bài không cả lớp nhá, hiểu bài không? Rồi bây giờ mình xử lý nốt này. Cái điểm I có tốc độ gì các em? 1/2 1/2. Đúng không? Cái đường thẳng IA0 nó có hệ số góc là tan của góc này 4 này 45 độ nên tan của nó là 1. Đó, mình tìm tọa độ điểm A0 là xong bài toán nhá. Rồi, giải thức quyết này. Điểm Y có tọa độ là 1 phần 2, 1 phần 2. Điểm A0, cái phương trình đường thẳng a 0 có hệ số góc bằng 1 là Y bằng K nhân với X trừ 1 phần 2, cộng với 1 phần 2. Hóa ra Y bằng X rất đẹp, đúng không? Tìm tọa độ điểm A0 thì các em xét cái phương trình hành độ do điểm. Độ A0, các em xét cái phương trình hành độ do điểm thôi. Đó. Đó là x cộng 1 trên 2x trừ 1 bằng x Thì các em tìm được ngay tọa điểm x cộng 1 nó bằng gì đây? 2x bình phương trừ đi, đi x Tương đương với 2x bình phương trừ đi 2x trừ 1 thì bằng 0 À, đợi thầy gian, đợi thầy Rồi, các em chọn cái nghe giá trị x lớn 1 phần 2 thôi. Mình không lấy giá trị âm nhá. A à, âm là là lấy sang điểm B rồi. Mình không quan tâm điểm B, mình chỉ quan tâm điểm nằm bên phải thôi là đủ rồi. Tính chất đối xứng nhá. Ok, thế thì các em điểm có điểm A0, nó có hoành độ và tung độ tại vì A0 nằm trên đường thẳng y bằng x. Rồi như vậy IA không em tính được ngay Đúng không? IA không em tính được ngay Nhá. Đấy hiệu thôi Nó 3 phần 4, 3 phần 4 là căn của 3 phần 2 Nó là căn 6 phần 2 Nên ta suy á AB Nó sẽ lớn bằng 2 là IA không Căn 6 cũng đẹp phết đấy nhỉ Căn 6 47 chúng ta có bài toán như sau à, khi mà kem có nguyên hàm của anh này bằng f lớn x thì f lớn x đạo hàm bằng gì thì đương nhiên kem biết được là nguyên hàm của f(x) dx ấy, mà bằng f lớn x thì cái f lớn x đạo hàm nó bằng f(x) được chưa thì nó là một trên x cộng với sin x thôi đúng không ok nhá một trên x cộng sin x các em chọn b không có gì đăng tăn cả câu 48 này số giá trị nguyên của tham số m trong đó trị số m bé bằng bé bằng hai khoai ba để đồ thị hàm số này có 3 đường tiệm cận chúng ta chỉ xét tiệm cận đứng và tiệm cận ngang thôi là gì đầu tiên mình nói về tiệm cận ngang trước đi tiệm cận ngang này x không có cơ hội tiền đến dương vô cùng được đâu nhưng nó sẽ có cơ hội tiền đến dương âm vô cùng đúng không x tiền đến dương vô cùng thì cái này vô nghĩa nhưng kem sẽ tồn tại cái giới hạn khi mà x tiền đến âm vô cùng đương nhiên lim của y khi mà x tiền đến vô cùng kem thấy bậc của tử 1 phần 2 bậc có mẫu 2 bậc có tử nhỏ bậc có mẫu Nên phân thức này đương nhiên tiền được không Nên ta suy ra y bằng 0 Là tiệm cận ngang Của đồ thị hàm số chắc chắn rồi Và đồ thị hàm số này chỉ có đúng một tiệm cận ngang duy nhất thôi X tiền đến dương cũng không được nhá Vậy số tiệm cận ngang là một Vậy yêu cầu bài toán tương đương điều gì Đề bài muốn chúng ta có 3 đường tiệm cận ngang và đứng Vậy yêu cầu bài toán Yêu cầu bài toán tương đương với là Đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận đứng có đúng hai đường tiệm cận đứng thôi tức là các em để ý cái phương trình mẫu thức bằng không nhá các em viết lại một tí này cái y của chúng ta nó bằng gì đây nào thầy viết lại nhá. căn của hai trừ x thầy để im này cái mẫu thức thầy phân tích thầy nhận ra nó là hằng đẳng thức này trừ một này nó tiếp tục là hằng đẳng thức lần nữa được chưa nó là x trừ m trừ x trừ m cộng một rồi thì mẫu thức bằng không nó sẽ có hai nghiệm phân biệt và để mà có đúng hai tiệm cận đứng thì cả hai cái đường đó là x bằng m cộng 1 và x bằng m trừ 1 nó đều là các điều tiệm cận đứng vậy để có đúng hai đường tiệm cận đứng thì hai đường này nó phải thỏa mãn là đường tiệm cận đứng vậy điều kiện là gì điều kiện là gì cái đường m cộng 1 và m trừ 1 nó đều phải nằm trong cái tập là âm vô cùng đến hai nghĩa là cái này nhỏ bằng hai thì lúc ấy hai đường này mới tồn tại cái giá trị x tiền đến và kể cả nó có bằng hai đi chăng nữa thì nó bên trên là căn nên nó vẫn triệt tiêu mới chỉ thì đâu căn hai chữ x thôi nên bên dưới mẫu nó vẫn còn nên chắc chắn nó sẽ là tiệm cận đứng nhá. Điều này xảy ra khi khi là m nhọn bằng 1 và m nhọn bằng 3. Vậy chỉ cần m bén bằng 1. Đây là dấu và nhá các em nhá. Xảy ra phải là xảy ra đồng thời. Đúng không? Đó, tức là cái này là m bén bằng bén bằng 1. Vậy thì ta sẽ có được m sẽ nhận giá trị gì? Âm -2023, âm -2022 cho đến cho đến số 1. Nên chúng ta sẽ có tất cả là 2025 giá trị. Câu số 49. Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao h và diện tích đáy là b là gì thì không biết nói gì hơn ngoài việc thầy chọn đáp án b nào câu 50 mươi nhá nào cho khối nón tròn xoay có thể tích là v được chưa diện tích xung quanh là s thì các em biết được cái, cái công thức để tính thể tích khối nón tròn xoay v của chúng ta bằng 1 phần ba pi r bình phương nhân với h còn diện tích xung quanh thì được tính bởi công thức là gì cả lớp diện tích xung quanh được tính bởi công thức là pi nhân r nhân n thì mình chuyển đổi theo rh là pi nhân r nhân căn của r bình cộng h bình từ đây các em có v bình phương trên s mũ 3 nó bằng gì v bình phương trên s mũ 3 v bình phương là 1 phần 9 này đúng không nhân pi bình phương này nhân r mũ 4 này nhân h bình phương này chia cho s mũ 3 thì là pi mũ 3 này nhân r mũ 3 này nhân với cả ở đây nó sẽ là gì đấy căn của R bình cộng H bình mũ mũ 3. Được chưa? Đó. Thì ở đây thì các em đơn giản hóa dần đi nhá. Mình đơn giản hóa dần mọi thứ đi. Cái này là 1 trên pin 9 pi rồi. Đúng không nhỉ? Pi bình pi mũ 3 là 1 trên 9 pi ở đây. R mũ 4 trên R mũ 3 thì R này. Nhân với H bình phương. Đúng không? Trên đây là căn bậc 2 của... À căn, căn bậc 2. Thì thầy cho... Thầy cho... Ok căn 2 của R bình cộng H bình tất cả mũ, mũ 3. Mọi thứ đang sáng tỏ dần các bạn thấy điều đấy không? 9P này. Nhân với thầy cho căn 2 vào trong thì còn là R mũ 2 H mũ 4 này. Trên R bình cộng H bình tất cả mũ, mũ 3. Được chưa? Thì chúng ta nên chia ra để nó đơn giản. Thì các em chia cả tử và mẫu cho cho H mũ 4 à, H mũ 6 cũng được và cho R mũ 6 cũng được nhá. Cái này là 1 trên 9 pi nhân với căn bằng 2 của các em chia ở mẫu cho H mũ 6 đi. Thì đây là R bình phương trên H bình phương. Đó, các em chia cho H mũ 6. Các em chia H mũ 6 thì các em cho là R bình trên H bình cộng 1 tất cả mũ 3. Bản chất là các em đang chia cả tử và mẫu cho của cái phân thức này này cho H mũ 6. Thì đây là R bình H mũ 4 mà chia H mũ 6 là R bình trên H bình. Đó. Còn cái này chia cho H mũ 6 thì các em cho được H H um, bình phương tất cả mũ 3 thì cho H bình vào trong nhá. Ok. Được chưa? Các em đang chia cả tử và mẫu. Cho H mũ 6 đúng không? Rồi. Thì cái giá trị này bằng gì? 1 trên 9 pi nhân với căn bậc 2 của T trên T cộng 1 tất cả mũ mũ 3. Trong đó t của chúng ta nó bằng r bình phương trên h bình phương ok uhm. nào các bạn hiểu bài không thì các em tìm giá trị lớn nhất của anh này thì các uh, em có thể khảo sát đã ra cũng được t dương đúng không hoặc là các bạn có thể dùng cái bất đẳng thức Thôi các em dùng bất ở thức nhé Dùng bất ở thức cũng được Nhớ xét cho thầy Này. Được chưa? Thì các em có T trên T cộng 1 tất cả mũ 3 Được chưa? Nó sẽ phải nhọn bằng 4 phần 27 Được chưa? Đó, nó bằng 42. Dấu bằng sẽ cái T bằng 1 phần 2. Dấu bằng. T bằng 1 phần 2. Tức là các em có được R trên H thì bằng 1 trên căn 2. Đây dấu bằng nhá. Vậy thì mắc của. À, đề bài yêu cầu tìm mắc đúng không? Mắc. Thì nó bằng 1 trên 9 pi này. Nhân với căn bằng 2 của 4 phần 27. Để thầy tính ca sư xem bằng bao nhiêu nào. Rồi, đáp án nó bằng bao nhiêu đây? Max nó bằng bao nhiêu đây? 2 căn 3 trên 81 p 2 căn 3 trên 81 p Cho căn 3 xuống dưới. Cho căn 3 xuống dưới thì bằng 2 nhân với à uh, 27 nhân với 3. Đúng không? 2 nhân với 2 2/27 căn 3 pi. Đáp án B.